chương 1180, tuấn sát tứ vương. Kim lôi trưởng, mà đổi thành một trưởng lão, một trưởng ngưng tụ kim sắc lôi đình năng lượng, hội tụ thành một đạo mười mấy mét đường kính kim sắc lôi cầu, ẩn chứa hủy diệt tính lực bạo phá, hóa thành một đạo lôi đình sóng xung kích oanh sát hướng hướng nó đánh tới Lăng Vân. Lăng Vân hét dài một tiếng, vậy mà mở ra miệng lớn, trong miệng lượn lờ xích hồng sắc lôi quang, bộc phát một cỗ cường đại hút vào lực, vậy mà trực tiếp đem một kích này thôn vệ vào trong bụng. Cái này sao có thể, cái này kiều gia trưởng lão quá sợ hãi, mà lăng vân một tiếng huyết dài, phần đuôi hai đầu lông vũ bên trong, phun trào ra hai cỗ đáng sợ tử sắc sức mạnh sấm xét hội tụ nhập nó thân thể, hóa thành một đạo xích tử sắc cuồng bạo sấm chấp, thiêu đốt luyện ngục chi hỏa, đánh về phía cái này kiều gia trưởng lão. Cho ta ngăn trở cái này kiều gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phun trào ra cường đại nguyên lực hội tụ thành kết giới, mấy chục mét dày nguyên lực kết giới, muốn ngăn trở một kích này. Oanh, Thế nhưng là đạo này xích tử sắc lôi đình như là xé rách bọt biển, oanh mở một đạo thông đạo, sát phạt ở tên này kiều gia trưởng lão thân thể. Không, cái này kiều gia trưởng lão kêu thảm, thân thể bị oanh trúng, ầm vang một tiếng, mẫn diệt tại xích tử sắc lôi quang cùng luyện ngục chi hỏa bên trong, chỉ để lại một khỏa vương giả nguyên đan, còn bị lăng vân thôn phệ. Lăng vân, thế nhưng là ngạnh kháng qua lục trọng thiên xích lôi long tích công kích cường đại thần thú hậu duệ tên này trưởng lão cũng bất quá nhị trọng thiên tu vi huyền thủy kiếm quyết, một kiều gia trưởng lão tại mục phong đánh giết kia kiều gia trưởng lão thời điểm, một kiếm bổ về phía mục phong sau bị, một đạo kiếm mang màu u lam bổ về phía mục phong thân thể. Một kiếm này, ẩn chứa huyền thủy chi lực, huyền thủy mỗi một giọt nặng đến trăm cân, một kiếm này uy lực đâu chỉ ngàn vạn chi lực. Xé, một kiếm này bổ vào mục phong phòng ngự kết giới bên trên, phá vỡ thật dày phòng ngự và kinh khí, chảm kích tại mục phong thân thể, mục phong bị chảm kích nhanh lùi lại, bất quá, bên ngoài thân ra thịt lôi quang lưu truyền, vậy mà không có thụ thương cái này kiều gia trưởng lão quá sợ hãi không dám tin muốn chết mà lúc này mục phong một tay đánh ra cuồng bạo phần lôi lực lượng ngưng tụ hóa thành một đạo mấy chục mét lớn nhỏ xích hồng sắc lôi ấn hỏa diễm lượn lờ đại thiên lôi thần ấn hạ lôi biến một kích này oanh minh phá cái này kiều gia trưởng lão gầm thét một kiếm lại bổ mà ra huyền thủy kiếm quyết chảm kích tại bao trùm mà xuống phần lôi đại thiên ấn bên trên bất quá bị đại thiên lôi thần ấn bên trong phần lôi chi lực trực tiếp đánh tan, một kích này bên trong, thế nhưng là ẩn chứa mục phong hấp thu nửa năm tu luyện mà thành hạ lôi biến một kích. Phốc phốc, cái này kiều gia trưởng lão bị một ấn oanh kích phòng ngự, người cũng bị chấn kích được thổ huyết, mà mục phong tay kia cầm kiếm sát phạt mà ra, một đạo tử lôi kiếm quang xẹt qua xé rách đối phương phòng ngự. Tên này kiều gia trưởng lão đồng dạng bị một kiếm chém giết, thi thể thiêu đốt hóa thành huyết khí bị tu la thần ngọc hấp thu. Lão phu cũng nên xuất thủ, mà quan chiến trên bàn rượu, một áo bào đen lão giả nhe răng cười một tiếng, ở chung quanh người chấn kinh trong ánh mắt, một trường vỗ bạo trước đó nhục mả cái kia tên hộ vệ, thân thể bạt không mà lên, một đạo huyễn thuật xung kích hướng một đánh lén hướng mục phong kiều gia trưởng lão. Cái này kiều gia trưởng lão cầm đao muốn bổ về phía mục phong, bất quá lúc này một cỗ kỳ lạ lực lượng linh hồn công kích nhập hắn linh hải không gian, hóa thành từng cái màu đen quái điều động giết mà tới. Cái này kiều gia trưởng lão sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị điều động linh hải bên trong linh hồn lực hội tụ thành hóa thành một mặt linh hồn kết giới phòng ngự bất quá phòng ngự còn không có hình thành bị trăm kiêu kiếm chim xuyên thấu linh hồn a à, cái này kiều gia trưởng lão kêu thảm một tiếng nhục thể cũng đột nhiên nổ lên huyết phụ bị xuyên thủng từng cái huyết động thân thể nguyên lực tán loạn rơi xuống trời cao lại một kiều gia vương giả bỏ mình này lão đầu tử hắn người hầu vậy mà cũng là một vương giả hà bích hà phỉ bọn người chấn kinh nhìn qua tôi tớ kia áo bảo đen lão nhân hắn vậy mà cũng là một đáng sợ vương giả nhân vật. Là huyễn thuật đại sư Lưu Kiêu, trên bàn rượu, có người nhận thức ra áo bảo đen lão giả kinh hô nói. Mà thẳng hướng mục phong sáu tên kiều gia vương giả, mấy hơi thở, tứ vương vẫn lạc. Kiều tiên, kiều trác, kiều thiên kiều mộc trưởng lão. Kiều gia chủ bi thiết gầm thét, Vẫn nộ gào thét lên tiếng, đảo mắt, vậy mà liền có bốn tên vương giả nhân vật bị giết. Còn thừa lại hai tên kiều gia trưởng lão hoảng sợ nhanh lùi lại, lui về kiều viễn sơn một phương, hoảng sợ nhìn về phía một già một trẻ này một chim thật đáng sợ mục phong phất tay đánh giết hai tên kiều gia trưởng lão cái kia lôi cầm thực lực cũng là vô cùng kinh khủng còn có lưu kiêu lại càng không cần phải nói khó gặp huyễn thuật đại sư thực lực tự nhiên kinh người mục phong tiểu xúc sinh ta và ngươi không chết không thôi còn có ngươi lưu kiêu ta kiều gia cùng ngươi cũng có hai điểm giao tình ngươi vì sao đối ta kiều gia xuất thủ kiều viễn sơn ngầm thét hỏi cuồn cuộn nguyên lực màu xanh lam khuấy động tại hư không, sát khí bành trướng. Hắc hắc, bây giờ lão hủ đã là thiếu chủ một tùy tùng, các người đắc tội lão hủ thiếu chủ, lão hủ tự nhiên muốn xuất thủ. Lưu Kiêu cười lạnh một tiếng nói, mọi người ở đây nghe vậy không khỏi chấn kinh, Lưu Kiêu, một huyễn thuật đại sư, thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị vương giả, vậy mà nhận thanh niên này làm chủ. Hẳn là, thanh niên này là có gì có thể sợ lai lịch lớn, xuất thân gia tộc cao cấp. Ta hỏi lần nữa, Ta Mục Phong tự hỏi không có đắc tội qua Kiều Gia, các người Kiều Gia, vì sao muốn ra tay với ta? Mục Phong lạnh lùng hỏi, muốn trách thì trách người đắc tội không nên đắc tội với người, hết thảy vấn đề, người xuống địa ngục đến hỏi A. À. Kiều Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình xuất thủ, chân đạp hư không, mang theo một thân đáng sợ nguyên lực đánh tới. Tên này thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả, công lực sự hùng hậu, cũng không phải nhị trọng thiên tam trọng thiên nhân có thể so sánh. Con đường tu luyện cảnh giới càng đi về phía sau, năng lượng ở giữa tranh lệch càng lớn, không phải yêu nghiệt chi tài không thể vượt sai giết địch. Bích lạc trưởng, Kiều Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo màu xanh lam sấm trưởng ấn ngưng tụ, hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đạo trưởng ấn này bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ nước mục nát chi lực, trưởng ra, không gian đều phát ra, suy suy ăn mòn thanh âm. Bích lạc trưởng Hải U Minh chi thủy tu luyện mà thành, ẩn chứa cường đại ăn mòn năng lực, lực bộc phát không đáng sợ, bất quá cái kia ngay cả người mang cốt, sắt thép đều có thể trong nháy mắt ăn mòn lực lượng mới là đáng sợ một trưởng này hướng mục phong bao trùm mà xuống kiều viễn sơn vừa ra chính là sát chiêu không có một chút xíu lưu thủ đại thiên lôi thần ấn hạ lôi biến phần thiên mục phong gầm nhẹ một tiếng một đạo cuồng bạo trưởng ấn ngưng tụ mà ra cuồn cuộn xích diễm lôi thần ấn đánh về phía một trưởng này hai cỗ năng lượng oanh kích phần lôi lực lượng thiêu đốt u minh chi thủy u minh chi thủy bao phủ phần lôi bất quá tại kiều viễn sơn cường đại công lực phía dưới một trường này hủy diệt mục phong cái này một ấn, oanh kích mà đến, ăn mòn hướng mục phong phòng ngự, phòng ngự kết giới trực tiếp bị nhanh số ăn mòn tan mở, muốn đem mục phong hòa tan. Đông lôi biến, lẫm đông, mục phong gầm nhẹ, lại một ấn sát phạt mà ra, cái này một ấn lôi đình bên trong, ẩn chứa một cỗ băng phong chi ý oanh ra, lôi ấn bộc phát, một cỗ cực hàn chi lực quét sạch mà ra, lại đem ăn mòn mà đến trường kình đóng băng thành màu đen huyền băng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1181, Thiên Phách Ngược Sát Bất quá mục phong tại ngăn cản thứ nhất trưởng thời điểm, Kiều Viễn Sơn thứ hai trưởng cũng ngưng tụ đánh tới, đánh vào đông lôi biến bên trên, chấn vỡ huyền băng, trưởng kình đánh vào mục phong thân thể. Bành, mục phong thân thể bị oanh kích nhanh lùi lại mấy chục mét, một cố cường đại ăn mòn lực lượng lưu tại mục phong thân thể, tại ăn mòn mục phong nhục thể, mục phong bên ngoài thân làn da, vậy mà đều bắt đầu nát giữa. Bất quá, Lôi vương trong cơ thể, một cỗ cường đại sinh cơ bộc phát, đang điên cuồng chữa trị nhục thể, một cỗ sức mạnh sấm sét càng là phá hư ngăn cản cái này một cỗ ăn mòn lực lượng. Mục Phong nhìn sang mình bị ăn mòn cùng chữa trị bàn tay, ánh mắt âm trầm, như hắn không phải thể tu, nhục thể sinh cơ cường đại, tuyệt đối ngăn không được một kích này. Bên trong ta Bích Lạc trưởng, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu, đi chết đi. Kiều Viễn sơn nhe răng cười, gầm nhẹ một tiếng, thân thể bạo sát hướng Mục Phong nguyên lực nhấp nhô, ngập trời khí thế cuốn tới. Thiên phách cảnh giới vương giả, đã như là một quả đạn hạt nhân, mỗi một kích, đều có thể tạo thành đại quy mô hủy diệt tính lực phá hoại, đến cảnh giới này, không có đặc thù công pháp, hợp kích chi thuật, phổ thông tu sĩ nhân số bên trên ưu thế, lại nhiều cũng không đủ một thiên phách cảnh giới vương giả đánh giết. Lưu Kiêu cùng Lăng Vân chiếm cứ tại mục phong đằng sau hư không áp trận, không có xuất thủ. Một mình quyết đấu, không có mục phong mệnh lệnh Lưu Kiêu tự nhiên không dám loạn nhúng tay. Về phần Lăng Vân thì càng am hiểu mục phong, mục phong thực chất bên trong, trong huyết mạch, linh hồn, đều chảy xuôi đấu chiến tinh thần. Tu la hành lang đường, vốn chính là sát lục chi đạo, huyết chi chân ý, không có giết chóc, như thế nào tăng lên. Một tu la tộc người, cả đời không phải tại giết chóc trinh chiến, chính là đang chuẩn bị giết chóc trinh chiến trên đường. Phong ca những năm này không phải đang đánh nhau, chính là tại đi gây chuyện đánh nhau trên đường, đừng hỏi ta vì cái gì, cái này nhỏ tính tình chính là như thế nóng này. Tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, bất quá công lực so với gia chủ vẫn là không kém ít, lạc bại, chỉ sợ là sớm tối sự tình, chính là kia lưu kiêu, kia lão tạp ma quỷ dị huyễn thuật để cho người ta khó lòng phòng bị A. À. Sống sót hai tên kiều gia vương giả, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lưu kiêu, chờ gia chủ đánh giết tiểu súc sinh kia, lưu kiêu tất nhiên cũng không thể buông tha. Một người khác cũng lạnh lùng nói, vương huynh, người nhìn, tiểu tử kia đánh thắng được hay không kiều huynh. Vương giả trên ghế, có người nói, Kiều Viễn Sơn thực lực tại toàn bộ biên giang thành cũng có thể nhập 10 vị trí đầu, ta nhìn khó, tiểu tử kia mặc dù một thân tu vi cùng thủ đoạn không tầm thường, bất quá công lực vẫn là chênh lệch quá xa. Bị hỏi ra người nhíu mày nói, Bích Lạc phá tiêu trảm, Kiều Viễn Sơn gầm thét, hai tay cầm một thanh màu u lam linh đao, trong đao bổ ra một đạo đáng sợ đao mang gào thét trảm kích hướng Mục Phong, một đao kia bên trong đao ý cũng là nhập hóa cảnh, uy lực dọa người. U Lam đao quang theo cao mấy trăm thước hư không đánh rớt, muốn chảm thương khung. Quyền kình thiên điệp lãng, mục phong một quyền bạo sát mà ra, khí huyết trùng thiên, lôi đồng sôi trào, hóa thành hai trăm nói quyền lãng xung kích một đao kia, bất quá bị một đao kia từng làn sóng chảm phá. Mục phong sau đó lại một kiếm bổ ra, lúc này mới ngăn cản được một kích này. Tiểu tử, nên kết thúc, Kiều Viễn Sơn lạnh lùng nói, thể nội một đạo thiên phách chi quang bắn ra, hóa thành một cái to lớn màu U Lam giao long, thiên phách giao long gào thét, phát ra một cỗ đáng sợ ăn mòn khí tức. Kiều Viễn Sơn, một thân nguyên lực, chín thành toàn bộ hội tụ nhập thiên phách bên trong, giao long thiên phách gào thét, uy năng tăng vọt. Bích Lạc Nguyên Quang, diệt, Kiều Viễn Sơn gầm nhẹ, giao long gào thét xiết ra, trong miệng hội tụ u lam quang mang, một đạo đường kính 10 mét thô đáng sợ ăn mòn cột sáng đánh về phía Mục Phong, một kích này bên trong ẩn chứa ăn mòn lực lượng, so trước đó u minh cường đại mấy lần. Nhanh như vậy liền vận dụng thiên phách sao? Mục Phong lộ ra một tia thất vọng, trong cơ thể hắn một đạo lôi quang bắn ra hóa thành một thân cao mười trượng đầu rồng thân người tử sắc lôi long vần quanh bao trùm máu vảy tay cầm lôi đỉnh chiến kiếm chân đạp huyết sắc lang yên thiên phách cái này thiên phách tựa như đến từ thái cổ thời kỳ ma thần chấn áp hư không phun trào nhiều loại đáng sợ chân ý lực lượng vạn kiếp lôi ngục hộ mục phong gầm nhẹ một tiếng nguyên lực dung nhập lôi trạch thiên phách bên trong lôi trạch thiên phách một trường bao trùm mà xuống phương viên vài trăm mét không gian trong nháy mắt hóa thành một cái lôi tràng vạn lôi phun trào, lôi đỉnh kết giới bao phủ lại mục phong thân thể. Oanh, kia một đạo thông thiên triệt địa ăn mòn cột sáng đánh vào lôi ngục kết giới bên trên, chấn thiên oanh minh một vang, lôi ngục kết giới chấn động, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, bất quá không có bị oanh mở. Làm sao có thể, phá cho ta, kiều viễn sơn gầm nhẹ, hai tay chấn động, tất cả công lực tràn vào thiên phách bên trong, tiếp tục oanh ra càng mạnh oanh kích, bất quá, y nguyên bị gắt gao phòng ngựa ở. Đến phiên ta, mục phong lạnh lùng nói, nhấc lên kiếm trong tay, to lớn lôi chạch thiên phách, cũng nhấc lên dài hơn 10 thước lôi đỉnh chi kiếm, trong kiếm, lôi, kiếm, lực, máu, bốn loại công sát chân ý lực lượng hội tụ một kiếm, lấy kiếm chi chân ý làm chủ đạo. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, mục phong huy động cổ sát, lôi chạch thiên phách huy động to lớn lôi kiếm. Oanh, một kiếm ra, một đạo đáng sợ màu tím sậm lôi đỉnh kiếm quang như là cửu thiên thần hoa bổ ra, quang mang chói mắt, kiếm quang dài đến trăm mét, bổ vào công kích. Bành 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 bành, ăn mòn cột sáng bị một kiếm từng khúc chảm bạo, trực tiếp đánh nát, sau đó, lôi trạch thiên phách lại vung ra kiếm thứ hai, hắn cùng mục phong tâm thần tương liên, mục phong sẽ công kích, hắn cũng biết dùng ra. Xoẹt, một kiếm này, chảm kích tại giao long thiên phách thân thể, giao long thiên phách bị một kiếm phách chảm thành hai nửa bạo tạc, kiều viễn sơn một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong càng là lộ ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể, đây là cái gì thiên phách, làm sao lại như thế cường hãn? kiều viễn sơn gầm thét mà lúc này mục phong rút kiếm bay tới lôi trạch thiên phách huy kiếm giết ra một đạo kiếm quang cuồng bạo giết tới kiều viễn sơn gầm thét ngân cản từng đạo trưởng ấn oanh sát mà ra bất quá bị một kiếm cuồng bạo chém nát kiếm quang xé rách mấy chục mét nguyên lực phòng ngự chảm kích tại thân thể phốc phốc kiều viễn sơn kêu thảm thân thể bị đánh bay bên ngoài thân nứt ra một đạo dữ tợn miệng máu xương cốt đều bị đánh đoạn mục phong phong lôi thiên xí chấn động hóa thành thanh màu đỏ lôi quang giết ra từng đạo kiếm quang chấp động, Kiều Viễn Sơn kêu thảm, bị Mục Phong từng kiếm một ngược sát, bên ngoài thân bị đánh ra từng đạo miệng máu, lớn cánh tay đều bị chém đứt. Cái này, cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, nhìn qua Kiều Viễn Sơn bị Mục Phong ngược sát, không dám tin. Gia chủ, Kiều ra hai tên trưởng lão càng là bi phẫn gầm thét lên tiếng, muốn đi cứu người, bất quá Lưu Kiêu cười lạnh ngăn tại trước người hai người. Lưu Kiêu trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, năm loại chân ý ngưng tụ thiên phách, quá mạnh, hắn chưa từng đều chưa nghe nói qua. Bành, suốt cục, Kiều Viễn Sơn bị giết đến liền nguyên lực đều không thể rơi động, thân thể theo giữa không chung rơi xuống, rơi xuống ở phía dưới bị vũ tràng bên trên, toàn thân máu me đầm đìa, không có một khối thịt ngon. Gia chủ, Kiều gia các đệ tử bi thiết, lại muốn xông tới cùng mục phong liều mạng bị mục phong tùy ý một đạo kiếm quang chảm bạo. Hà bích bọn người, càng là hàm răng run lên, hai cỗ rung động rung động hoảng sợ nhìn qua giữa không trung như ma giống như thần thân ảnh chậm rãi rơi xuống. ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1182, Kiều Gia hủy diệt. Làm sao có thể, người này, vậy mà vượt qua hai trọng thiên vị, mấy chục lần linh hải cảnh giới nguyên lực tranh lệch tu vi đánh bại Kiều Gia chủ. Thật là khủng khiếp thiên phách, đây là cái gì thiên phách? Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Vương giả trên ghế, những cái kia quan chiến các vương giả giờ phút này cũng toàn bộ từng cái đứng người lên, chấn kinh nhìn về phía mục phong, trong con người tất cả đều là không dám tin thần sắc. Làm sao lại bại, gia chủ thế nhưng là thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả A. Kiều ra hai vị trưởng lão, kiều ra các đệ tử càng là mặt xám như cho. Mục phong thân thể hạ xuống, toàn trường im ắng vắng lặng im ắng, đều là chấn kinh nhìn qua thanh niên, e ngại, kính sợ, hoảng sợ. Kiều viễn sơn máu me đầm điệt toàn thân càng là bạch cốt xâm xâm lộ ra, hắn chống đỡ lấy thân thể nhìn qua quan sát hắn thanh niên, đôi mắt bên trong, đồng dạng tất cả đều là không dám tin thần sắc. Làm sao có thể, người làm sao lại mạnh như vậy? Kiều Viễn Sơn gào thét lên tiếng, không nguyện ý tiếp thu hiện thực này, hắn nửa bên bả vai đều bị mục phong chém xuống. Lăng Vân, Lưu Lão, đem hai người kia bắt lại cho ta. Mục Phong đạm mạc nói, hai gã khác kiều gia trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang liền muốn chạy trốn, bất quá Lăng Vân cùng Lưu Kiêu truy sát mà ra, không có qua mấy chiêu, hai người liền bị Lưu Kiêu cùng Lăng Vân đánh bại, bắt tới. Một người trong đó nửa bên thân thể đều bị Lăng Vân nhanh oanh không có. Hai người này bị bắt tới, Lưu Kiêu trong tay một bên sách một cái, hai người này đều là hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Người đến cùng muốn làm gì? Kiều Viễn Sơn gầm thét hỏi, làm gì? Các người vô cớ phái người giết ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Ta nói qua, sau ngày hôm nay, cái này biên giang thành, lại không kiều ra. Mục Phong lạnh lẽo nói, nhấc lên kiếm trong tay, một kiếm bổ vào tên này kiều ra trưởng lão kiều nhậm đầu lâu. Không, phốc phốc, cái này kiều ra trưởng lão bi thảm vừa gọi, đầu lâu trực tiếp bị chém xuống, máu tươi tuôn ra như suối, thi thể thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong lồng ngực vị trí, bị thần ngọc hấp thu. Không, đừng, đừng giết ta, ta chỉ là kiều gia họ khác trưởng lão A. Một tên khác trưởng lão dọa đến mất hồn mất phía vội vàng quỳ trên mặt đất hoảng sợ cầu xin tha thứ, nơi nào còn có một tia vương giả phong phạm. Kiều nhậm trưởng lão, Kiều Viễn Sơn gào lên đau xót, người chết, chính là báo cáo 800 thọ yến Kiều nhậm trưởng lão, hôm nay, lại là thành hắn ngày rỗ. Cái khác các vương giả nhìn qua trước đó còn cùng bọn hắn đàm tiếu thiên địa Kiều nhậm trưởng lão, bây giờ hóa thành cho tàn, trong lòng đều sinh ra một tia ý lạnh, nhìn về phía mục phòng ánh mắt bên trong, tất cả đều là kiêng kỵ thần sắc. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết, Kiều gia vì sao muốn giết ta? mục phong hướng về hỏi cái này cầu xin tha thứ nhân đạo kiều gia như thế minh xác muốn giết hắn tất nhiên có nguyên nhân phía sau khả năng còn có chủ mưu mục phong tự nhiên muốn biết là chu gia là chu gia a nửa năm trước đến nhóm chu gia đệ tử trong đó một cái trực hệ đệ tử chu vũ để chúng ta kiều gia trừ ngươi chúng ta kiều gia chỉ là chu gia nho nhỏ một cái gia tộc phụ thuộc không dám vi phạm đều là chu gia muốn giết ngươi cái này trưởng lão dọa đến cái gì nói hết ra chu gia chu vũ Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, một cỗ kinh người sát ý bộc phát. Đây đã là lần thứ hai, Chu gia đối với hắn phía sau đâm đao. Chu Vũ, ta Mục Phong không đem ngươi nghiền xương thành cho, liền uổng phí tu la chi danh. Mục Phong trong lòng gầm thét, sắc mặt lại là bình tĩnh. Tiểu Súc Sinh, người biết người đắc tội là ai đi? Chu gia là vạn tượng vực đỉnh cấp đại gia tộc, hoàng giả tọa chấn, bách vương xuất hiện lớp lớp, nguyên tông như mưa, thế lực trải rộng thiên hạ, vạn tượng thánh tông cũng có thật nhiều Chu gia cường giả, người coi như diệt ta kiều ra, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiều Viễn Sơn gầm thét nói, đáng tiếc, ngày đó, người nhìn không thấy, lúc trước, ta trước hết để cho người xem một chút người kiều ra hạ tràng. Mục Phong cười lạnh nói, trong con người hiện lên tàn nhẫn quang mang. Hắn nhìn về phía ở đây mấy ngàn người, lãnh đạm nói, trừ kiều ra đệ tử bên ngoài, không quan hệ người, toàn bộ đứng ra cho ta. Đến chúc thọ mọi người vội vàng kinh hoàng, những cái kia đến chúc thọ ngoại tộc người cùng cái khác trong thế lực người, toàn bộ đứng ra bay lên lên thiên không kinh nghi nhìn về phía mục phong mà ở đây còn có hơn ngàn tên là kiều gia tu sĩ có linh hải nguyên tông cũng có nguyên đan tu sĩ những người này nhìn qua nhóm người mình bị vứt bỏ đi ra trong lòng trong nháy mắt bối rối có một loại cảm giác không ổn ngươi ngươi muốn làm gì kiều viễn sơn kinh hãi hỏi ta nói hôm nay biên giang thành lại không ngươi kiều gia ta mục phong nói được thì làm được lôi lên mục phong gầm nhẹ bước ra một bước lôi thần quyết vận chuyển thể nội một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực quét sạch mà ra, đồng thời, toàn bộ kiều ra trên không, trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa lôi đình chi lực lấy mục phong làm trung tâm hội tụ, rất nhanh ở giữa không trung bao trùm một tầng thật dày lôi tích vân đoàn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía hư không, cảm thụ được cỗ này lớn lao lôi uy. Cửu thiên lôi lạc, mục phong gầm nhẹ, lập tức hư không oanh minh nổ vang âm thanh truyền đến. Giang giác, một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, một tiếng oanh minh, một đạo tử sắc lôi đình trùm sáng theo lôi tích vân xa suốt dưới, nhập vào kiều gia đệ tử đám người. Oanh, không, a, à, đạo này lôi quang rơi xuống, lôi đình bộc phát quét sạch, lập tức hơn 10 người trong nháy mắt biến thành cho bụi vẫn lạc tại lôi đình bên trong, trong đó bao hàm rất nhiều nguyên tông cường giả. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, trên bầu trời lôi đình chi lực bắt đầu phát tiết mà xuống, từng đạo lôi đình trùm sáng rơi xuống, chuẩn xác không sai oanh sát kiều gia đệ tử, tựa như thiên phạt. Kiều gia các tu sĩ hoảng sợ bốn trốn, cũng có người bi phẫn thẳng hướng mục phong, bất quá tại từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh dưới, toàn bộ bị sát phạt. không, 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 người không thể dạng này, không thể a. À. kiều viễn sơn gặp một màn này khóc thảm thương gầm thét, đây chính là kiều gia ngàn năm lập thế gốc dễ a. À. mà cái khác đến chúc thọ người, nhìn qua không ngừng mẫn diệt tại lôi quang bên trong kiều gia tu sĩ, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn qua mục phong. lúc đầu bọn hắn không cần chết, ta cũng cho qua người kiều gia cơ hội. đã, các ngươi trung thành như vậy chu gia cũng trách không được ta mục phong tâm ngoan, bất quá yên tâm, ta sẽ cho các người kiểu gia lưu lại huyết mạch, nguyên đan cảnh giới phía dưới phạm nhân, ta không biết đánh giết. Mục phong lạnh lùng nói, tu luyện giới bên trong, ngưng tụ ra nguyên đan, có thể phi thiên độn địa, mới có thể xem như chân chính tu sĩ, bước vào cánh cửa tu luyện. Tại cái này phía dưới cảnh giới, cái gì ngưng cương, tử phủ cảnh giới, đều được xưng là phạm nhân. Tiểu súc sinh, người chết không yên lành, ta kiều gia còn có người tại chu gia đảm nhiệm khách khanh, Chu gia sẽ vì chúng ta kiều gia báo thù. Kiều Viễn Sơn giống giận gào thét, mà Mục Phong vung tay lên, cổ sát bay giết mà ra, thổi phù một tiếng trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, triệt để kết thúc tính mạng hắn. Mà kia ngoại hình kiều gia trưởng lão, càng là quỳ gối Mục Phong dưới thân run lẩy bẩy. Rất nhanh, kiều gia ngàn tên tu sĩ, mấy trăm nguyên tông, tại lôi đình phía dưới toàn bộ hóa thành cho tàn, tinh huyết thiêu đốt thành huyết khí dòng lũ tràn vào tu la thần ngọc bên trong. Giờ phút này, thanh niên bế nghĩa tứ phương, ai không sợ lãnh khốc điểm ấy, mục phong xác thực so vũ ca hung ác, cái này tàn khốc tu luyện thế giới, mặt hơi xuất thân mục phong chỉ có hóa thân kiêu hùng mới có thể lập thế, anh hùng cuối cùng chỉ có thể được ca tụng. ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1183, Phát Tài, hảo hào một hồi thọ yến, lại là thành toàn bộ kiều gia tận thế Trị yến, một người một chim một bộc, đạp diệt kiều gia, thậm chí rất nhiều người, còn không hiểu rõ thanh niên này đến cùng cùng kiều gia có gì thù hận đến dự tiệc đông đảo vương giả nhìn về phía mục phong đôi mắt bên trong cũng tràn ngập vẻ kiên rè con đường tu luyện thực lực phi tôn thanh niên này mặc dù tu vi còn không bằng ở đây một chút vương giả bất quá hắn thực lực tuyệt đối có giết ở đây mỗi người thực lực mà kia họ khác kiều gia trưởng lão càng là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy quá ác thanh niên này tâm quá ác ở đây mọi người xấu hổ vô cùng cũng không biết nên nói cái gì một người tu sĩ ngơ ngác nhìn qua hóa thành bột mịn hơn ngàn kiều gia đệ tử đờ đẫn nói kiều kiều gia cứ như vậy vong sao chung quanh người đều gật gật đầu sau đó hít sâu một hơi nhìn về phía kia tóc bạc áo bảo đen phiêu động thanh niên đôi mắt bên trong đều tất cả đều là kiêng kỵ cùng chấn kinh bất kể như thế nào hôm nay thanh niên này hung danh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ danh chấn toàn bộ biên giang thành trên không trung lôi đình dần dần tán đi những cái kia đến dự tiệc các vương giả đều có chút xấu hổ nhìn về phía Mục Phong, không biết nên nói cái gì. Hà Bích, cùng trước đó mở miệng mỉa mai Mục Phong những người kia, đã sớm dọa tê liệt trên mặt đất, vừa rồi, bọn hắn vậy mà mở miệng chào phúng dạng này một vị thực lực kinh khủng, tâm ngoan thủ lạt vương giả. Kia thanh niên áo trắng thân thể run rẩy có một loại tại quỷ môn quan đi qua một lần cảm giác. Mục Phong nhìn về phía những người này, trong sáng thanh âm quanh quẩn giữa sân, thật xin lỗi, nhưng các vị chế diễu, ta bản cùng cái này kiều ra không có thù hận bất qua cái này kiều ra lại là hai lần ba phen phái người giết ta, hôm nay chi quả tất cả đều là kiều ra gieo xuống nhân, trách không được ta mục phong tâm ngoan thủ lạt, về phần các vị, đi ở tùy ý. Mọi người ở đây nghe vậy, từng cái nơi nào còn dám dừng lại, hướng mục phong thi lễ, từng cái kinh hoàng rời đi, muốn đem vấn đề này bẩm báo cho gia tộc mình. Hà bích bọn người, càng là hoảng sợ sám xịt rời đi, không dám ngốc một khắc, sợ mục phong nhớ tới chuyện khi trước một tia chớp để bọn hắn hóa thành cho tàn. Mục, mục đạo hữu thật là thần uy chúng ta cũng không để lại những cái kia các vương giả hai mặt nhìn nhau từng cái đối mục phong ôm quyền thi lễ sau đó phá không rời đi về phần kết giới kia trận pháp trước đó đã bị hội tụ lôi đình oanh diệt mục đạo hữu tha mạng kia kiều ra họ khác trưởng lão run rẩy nói mục phong nhìn về phía người này thản nhiên nói yên tâm ta đã vừa rồi không giết ngươi hiện tại cũng không biết giết ngươi người này nghe vậy thở phào ngươi tên gì đứng lên mà nói a à mục phong hỏi tại hạ đỗ giang kiều gia khách khanh trưởng lão người này đứng dậy cung kính nói người nếu là kiều gia trưởng lão hẳn phải biết kiều gia bảo khố ở nơi nào a à? mục phong hỏi một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc khẳng định có không ít nội tình cái này một bút tài phú mục phong làm sao lại buông tha tại hạ biết đỗ giang nào dám nói không biết tốt mang ta đi mục phong ra lệnh vâng công tử xin mời đi theo ta đỗ giang vội vàng mang theo mục phong bay về phía kiều gia vị trí trung tâm, đi vào kiều gia một tòa trước đại điện, trước đại điện còn có mười mấy tên kiều gia nguyên tông cường giả thủ hộ. bọn hắn mặc dù vừa rồi không tại quảng trường, bất quá quảng trường chuyện phát sinh nhất thanh nhị sở gặp mục phong bay tới, từng cái trực tiếp hoảng sợ trốn, không dám dừng lại. lưu lão giết một tên cũng không để lại, mục phong bình tĩnh nói, nhiều cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mục Phong mặc dù không đến mức đem lửa giận rời liền đến kiều ra người bình thường trên thân, bất quá tu sĩ, hắn không biết để lại người sống. Gió, Lưu Kiêu xác nhận, một đạo huyễn thuật quét sạch mà ra, những cái kia trốn người, lập tức từng cái bên trong huyễn thuật, thân thể trực tiếp hôn mê ngã xuống, bị Lưu Kiêu từng cái đánh giết. Mục Phong đi vào đại điện này phía trước, đại điện này, toàn thân màu đen, là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, thêm kiếm đạo văn, trình độ chắc chắn có thể so với linh khí. Vân Tiêu môn càng là không thể phá vỡ, bao phủ trận pháp trận pháp cũng là ngũ giai vương cấp trận pháp có phòng ngự trận pháp còn có sát trận mục phong linh thức dò xét mà ra hóa thành từng sợi trận văn tràn vào trong trận pháp tìm kiếm sơ hở dễ phá trận không lâu sau đó mục phong trong mắt tinh quang chấp động chân đạp đại địa một cỗ trận văn tràn vào trong trận pháp một tiếng mở chữ bao phủ đại điện kim sắc kết giới trong nháy mắt biến mất mục phong đi vào trước cổng chính một trường đầy tại trên cửa chính cửa lớn từ từ mở ra mục phong đi vào trong đó vân tiêu bên trong, chia mấy cái khu vực, có khu vực, chất đống các loại ngũ quang thập sắc linh thạch, số lượng nhiều, không hạ mấy trăm vạn, có khu vực, còn có một cái kiện linh khí, bái phòng tại hộp gỗ bên trong, tứ giai linh khí tương đối nhiều, có vài chục kiện, mà ngũ giai linh khí, mục phong linh thức dò xét một chút, cũng chỉ có bốn kiện, bất quá mỗi một kiện cũng muốn giá trị mấy chục vạn linh thạch. Còn có trên kệ bái thả một bình bình đan dược, đều là linh đan cấp bậc, đương nhiên, tứ giai đan dược chiếm đa số, ngũ giai đan dược cũng không có bao nhiêu bình. Còn có một cái khu vực, bái thả là các loại linh dược hộp, linh quáng các loại kỳ chân. Không hổ là ngàn năm vương giả gia tộc, nơi này đồ vật, giá trị cũng có hơn ngàn vạn linh thạch A. Mục phong con mắt tỏa ánh sáng, cái này một phen phát tài thế nhưng là phát lớn. Liền liền lưu kiêu, kia đỗ giang, trong đôi mắt đều đều là vẻ tham lam. Còn có một cái khu vực, bày ra đều là linh giản thư tịch những vật này. Mục phong tiện tay cầm xuống một nhanh linh giản, linh thức thăm dò vào trong đó, là một môn địa giai hạ phẩm tuyệt học quyền pháp, phá diệt quyền. Địa giai linh giản có 8 khối, trong đó phẩm giai tối cao là địa giai trung phẩm một môn thủy thuộc tính tu luyện công pháp, còn có một môn địa giai lôi pháp, kim thuộc tính công pháp, cái khác đều là công kích tuyệt học. Về phần trong sách vở ghi chép đều là huyền giai công pháp nguyên kỹ, có trên trăm bản nhiều. Đối với những công pháp này, tuyệt học, mục phong thật đúng là không thế nào để ý, bất quá có thể lấy về cho chiến phong đệ tử tu luyện cũng không tệ, ha ha, thiếu chủ, kiều ra ngàn năm nội tình, kết quả là trung quy là tiện nghi thiếu chủ, những này tất cả mọi thứ giá trị cộng lại, chỉ sợ không hạ mấy ngàn vạn linh thạch a. À. Lưu kiều hít mắt cười nói, mấy ngàn vạn linh thạch nội tình, đã là không ít, phải biết, kiều ra một đại gia tộc vận chuyển, mỗi ngày chi tiêu không được, còn có thể tồn kho nhiều đồ như vậy đã là không dễ dàng. Những này chỉ là một bộ phận, công tử, kiều ra còn có rất nhiều sản nghiệp, những cái kia sản nghiệp mới là kiều gia thu nhập gốc dễ hàng năm đều có thể mang đến hơn ngàn vạn linh thạch ích lợi, bây giờ kiều gia bị diệt, những cái kia sản nghiệp cũng tự nhiên đều là thuộc về công tử. Đỗ Giang lấy lòng giống như nói, vì mạng sống, hắn hiện tại là ước gì đem toàn bộ kiều gia đều mua được lấy lòng mục phong. Kiều gia sản nghiệp, mục phong ánh mắt chuyển động, kiều gia diệt, kiều gia những cái kia sản nghiệp, nên xử lý như thế nào, cái này mục phong thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Người đối kiều gia hẳn là rất quen, những cái kia sản nghiệp sự tình, người trước giúp ta quản lý một chút. Mục Phong nhìn về phía Đỗ Giang nói, đúng đúng, tại hạ vui vì công tử cống hiến sức lực. Đỗ Giang nào dám cự tuyệt, vội vàng nói, ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1184, huyết nguyên tăng vọt. Tiêu gia tại Biên Giang Thành cũng là nổi danh gia tộc mà bị một cái lạ lẫm thanh niên diệt lúc này ở Biên Giang Thành bên trong gây nên không nhỏ chấn động. Tu luyện giới càng là nghị luận ầm ĩ, sắt thảm kiều gia hơn ngàn tên tu sĩ bảy tên trưởng lão kiều gia chủ kiều viễn sơn toàn bộ đều bị một cái gọi mục phong lôi vương thanh niên diệt các ngươi là không nhìn thấy lúc ấy thảm liệt hơn ngàn tu sĩ a à, tại kia diệt thế lôi đỉnh phía dưới như là sâu kiến một điểm phản kháng lực đều không có nghe nói kia mục phong là vạn tượng thánh tông khảo hạch đệ tử cường đại như thế khảo hạch đệ tử tại lần này đúng trọng tâm định cũng là đỉnh cấp thiên tài đáng tiếc kiều gia ngàn năm cơ nghiệp làm sao lại đắc tội như thế một tên sát tinh đây các ngươi còn không biết kia mục phong lai lịch A à hắn thật có tên tại Lâm Nguyên Thành mấy vạn khảo hạch đệ tử bên trong chiến công chắc tuyển đã từng chiến công lực áp qua vạn tượng vực mấy lớn gia tộc cao cấp nhân vật thiên tài ta theo Lâm Nguyên Thành trở về biết người này bất quá người này vậy mà có thể giết kiều viễn sơn cái này thực lực tu vi tất nhiên tại khảo hạch đệ tử bên trong đều là trước ba liệt kê. Nhân vật như vậy tương lai nhất định bất phàm bất quá kiều gia tựa hồ là đỉnh cấp đại gia tộc chu gia một cái phụ thuộc A à, kiều gia bị diệt không biết chu gia có thể hay không quản. Hừ kiều gia loại này gia tộc phụ thuộc Chu gia không biết có bao nhiêu nơi đây lại là biên cảnh chi địa ai sẽ quản A. Chuyện này như là như gió rất nhanh truyền khắp toàn bộ biên giang thành tu luyện giới. Ngày thứ hai biên giang thành bên trong liền có một ít phương giả gia tộc đi tiếp mục phong bất quá lưu lão cự không tiếp khách. Mà mục phong tại biên giang thành lại mua sắm một nhóm lớn hồn tinh lại tiến vào trong tu luyện. Kiều gia huy hoàng nhất một tòa phủ đệ bên trong mục phong ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện hóa thân thành tu la. Mục Phong lấy ra tu la thần ngọc linh thức thăm dò vào tu la thần ngọc bên trong. Thần ngọc không gian bên trong có một vũng như là huyết hải hồ nước lớn nhấp nhô nồng đậm huyết khí. Những này huyết khí không biết là Mục Phong giết chóc nhiều ít địch nhân chỗ tích xúc huyết khí liền vương giả cấp bậc nhân vật hắn đều đã giết không ít. Tu la kinh dẫn, Mục Phong thể nội huyết đan điên cuồng chuyển động hoang cổ tu la kinh vận chuyển một cỗ bành trướng huyết khí dòng lũ như là một cái huyết hà theo tu la thần ngọc không gian bên trong dẫn suốt bao trùm Mục Phong thân thể hơn ngàn mét bình phương to lớn tu luyện thất cơ hồ đều sắp bị huyết khí lấp đầy huyết khí hội tụ càng đem mục phong bọc thành một cái kén máu vô tận huyết khí bị tu la kinh hút vào thể nội dung nhập tu la huyết đan bên trong hóa thành công lực mục phong tu vi công lực tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng lên gia tăng công lực hóa thành bản mệnh đan khí không ngừng tẩm bổ tu la huyết đan cường đại tu la huyết đan đồng thời một chút xíu mở tu la huyết đan bên trong nạp nguyên không gian một ngày hai ngày thời gian một thiên thiên đi qua đảo mắt một tháng trôi qua tu la thần ngọc bên trong huyết hồ huyết khí đã bị mục phong hấp thu một phần ba oanh mà lúc này mục phong thể nội một tiếng tiếng oanh minh vang tu la huyết đan bên trong nạp nguyên không gian cũng là một tiếng oanh minh như là bàn cổ khai thiên tích địa từng tấc từng tấc nhanh số mở rộng mục phong khí thế cũng tại cuồng bạo kéo lên cuồn cuộn huyết khí bị thu nạp nhập tu la huyết đan bên trong hóa thành huyết nguyên lực bổ huyết bùng lên chống rỗng nguyên lực không gian tu la kinh thiên phách cảnh giới phá Tu La Kinh mở ra đến nạp nguyên không gian cũng không thể so với lôi thần quyết mở ra đến nhỏ có thể thấy được môn công pháp này tiềm lực cũng là vô cùng lớn. Tu La Kinh tu luyện tới thiên phách cảnh giới sau cuồn cuộn huyết nguyên lực cũng so trước đó cường đại mười mấy lần không chỉ chảy xuôi tại mục phong trong thân thể bất quá đột phá đến công lực thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên sau mục phong cũng không có đình chỉ tu luyện thu nạp càng nhiều huyết khí dung nhập Tu La huyết đan bên trong oanh kích gia tích không gian đảo mắt lại là hai tháng đi qua trong biển máu huyết khí lại tiêu hao một phần hai nhiều mục phong tu vi thình lình bay vụt đến thiên phách cảnh giới thiên phách cảnh giới tam trọng thiên một tháng tăng lên một trọng thiên công lực cái này tốc độ tu luyện truyền đi tuyệt đối hù chết một bọn người đây chính là tu la nhất tộc chỗ biến thái huyết khí đầy đủ tăng cao tu vi nhanh chóng vô cùng chỉ cần không phải gặp phải đại cảnh giới đạo ý bình cảnh bên trên trận đường tu luyện căn bản không có bình cảnh phải biết thiên phách cảnh giới công lực cần đột phá cần rộng lượng linh khí luyện hóa nguyên lực tẩm bổ đồng vương đan cần lượng là linh hải cảnh giới mấy chục lần cảnh giới càng cao tiến lên trước một bước càng khó có người vương cảnh tăng lên một trọng ngày khả năng liền cần trên trăm năm lâu có tu luyện công pháp nguyên nhân cũng có tài nguyên khuyết thiếu hoặc là bản thân thiên phú nguyên nhân mà tu la thần ngọc bên trong huyết hồ cũng bị tiêu hao chỉ có trước kia một phần ba mục phong lúc này mới đình chỉ tu luyện nếu là huyết khí sung túc hắn còn có thể lại đề thăng nhất trọng thiên công lực bất quá huyết khí tu la thần ngọc bên trong nhất định phải có một ít chứa đựng không phải hắn về sau dùng rất nhiều tu la tộc bí pháp đều cũng không đủ huyết khí khôi phục trèo trống mục phong một đôi máu cánh càng là lượn lờ lấy một cỗ không thể phá vỡ màu đỏ sậm quang trạch sắc bén chi khí kinh người cái này một đôi máu cánh phẳng phất thế nhưng là khai thiên tích địa xé rách sơn hà bên ngoài thân bao trùm máu vảy cũng lượn lờ nhàn nhạt, nhạt, huyết văn quang mang lộ ra kiên cố hơn không thể gãy tăng thêm mục phong vốn là tu luyện lôi vương thể chất chỉ sợ bây giờ nhục thể lực phòng ngự đã biến thái đến một cái đáng sợ tình trạng kia trong nghi tâm kia một đạo dựng đứng huyết văn càng là đỏ tươi được như là một chiếc mắt nằm dọc nghe đồn đây là tu la tộc huyết mạch phương văn chỉ có vương tộc mới có thể có được đạo này huyết văn bên trong còn ẩn chứa một đạo vương tộc huyết mạch thần thông bất qua cụ thể ra sao thần thông mục phong còn không có thức tỉnh cũng không hiểu biết Mục phong tu la trong lòng chín giọt tu la tinh huyết mỗi một giọt ẩn chứa huyết khí năng lượng cũng so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tinh huyết đối với bất luận chủng tộc nào tu sĩ đều phi thường trọng yếu là nhục thể tinh hoa kết tinh. Đối với tu la càng là trọng yếu vô cùng nghe đồn tu la kinh tu luyện tới cực hạn chỉ cần có một giọt tinh huyết lại liền có thể tích huyết trùng sinh sinh mệnh lực cường hãn đến người khác giận sôi tình trạng. Tu La Kinh cũng không có đặc biệt chú ý luyện thể đồng tu mặc dù cũng có luyện thể chi pháp bất quá Tu La trời sinh nhục thể liền cường đại hội theo Tu Vi cường đại mà tăng cường không cần tu luyện nhục thể nhục thể hội theo Tu Vi cường đại cũng biết chính mình cường đại đến một cái trình độ kinh người đã tới Tu La huyết mạch cuối cùng có thể tới cực hạn loại này tăng cường mới có thể đình chỉ. Mục Phong mở ra con người đôi mắt bên trong nổ bắn ra mà ra hai đạo kinh người huyết mang xa mấy chục thước mới tiêu tán. Nên ngừng tụ Tu La thiên phách, Mục Phong thì thảo nói Tu La Thiên Phách Tu La nhất tộc Tu La Kinh bên trong đặc thù Thiên Phách. Toàn bộ Tu La tộc bên trong vương tộc tu luyện Thiên Phách đều là một loại Thiên Phách kia là Tu La Kinh bên trong ghi chép Thiên Phách Tu La Thiên Phách. Lấy huyết chi chân ý làm chủ đạo ngưng tụ Tu La Thiên Phách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1185 Tu La Thiên Phách tu la thiên phách nghe đồn lấy giữa thiên địa hỗn độn sinh ra thứ một cái tu la thiên tổ vì phách thể cái này thiên phách tu luyện tới cực hẳn có thể triệu hồi ra bộ phận cường đại tu la thiên tổ huyết mạch lực lượng là tu la vương tộc tất ngưng thiên phách mục phong tự nói nói tu la thiên phách là vương tộc tu hành ngưng tụ thiên phách về phần phổ thông huyết mạch tu la tộc còn có cái khác ngưng phách chi pháp tu la kinh bên trong cũng ghi lại có bất quá tốt nhất thích hợp nhất tu la vương tộc vẫn là tu la thiên phách ưng huyết chi chân ý dẫn Mục Phong gầm nhẹ thể nội một cỗ cuồn cuộn huyết sắc lang yên chảy xuôi mà ra. Kiếm chi chân ý dẫn, sau đó kia yêu điêu kiếm ý cũng phóng thích mà ra kiếm ý ngưng tụ một cái to lớn kiếm điêu. Lực chi chân ý dẫn, lôi chi chân ý, dẫn, huyễn chi chân ý dẫn, năm loại chân ý lực lượng giờ phút này toàn bộ phóng thích mà ra lấy huyết chi chân ý làm chủ đạo. Mục Phong lại bước ra một bước thể nội huyết đan bên trong huyết nguyên lực oanh một tiếng như là hồng thủy phóng thích mà ra huyết chi chân ý dung nhập huyết nguyên bên trong cái khác chân ý lực lượng mới lần lượt dung nhập. Sau đó linh hải bên trong một cỗ kinh người linh hồn lực quét sạch mà ra dung nhập huyết nguyên lực bên trong Mục Phong bóp nát một khối lại một khối hồn tinh hấp thu hồn lực không ngừng tràn vào huyết nguyên bên trong. Mà lúc này Mục Phong trong miệng thốt ra một giọt tu la tinh huyết bắn vào huyết nguyên lực bên trong đồng thời hai tay biến hóa pháp quyết từng đạo ngưng phách phù văn không ngừng bắn vào tu la huyết nguyên bên trong. Tu La Thiên Phách Ngưng, Mục Phong gầm nhẹ lập tức cuồn cuộn Tu La huyết nguyên lực gầm hét lên nhấp nhô ngưng tụ không ngừng hấp thu Mục Phong huyết nguyên lực hồn lực. Dần dần một tôn khổng lồ hư ảnh bị huyết nguyên lực tạo dựng mà ra theo bổ huyết huyết nguyên lực hồn lực, càng ngày càng nhiều tôn này hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cái này rõ ràng là một tôn cùng loại Tu La bộ dáng to lớn ma thần chỉ gặp hắn thân cao 10 trượng sau lưng mọc lên một đôi hơn 10 trượng dài huyết sắc cánh mái tóc dài màu đỏ ngòm không quá mức đỉnh sinh ra một đôi tu la không có huyết hồng sắc góc vuông như là hai thanh lợi kiếm nhất trực chỉ thương khung hai con người huyết hồng diện mục anh tuấn cùng mục phong không khác nhau chút nào trên thân thể đồng dạng bao trùm lấy một tầng lớp phải màu đỏ ngòm lôi đình chân ý dung nhập hắn máu cánh bên trong lượn lờ cuồn cuộn lôi đình kiếm chi chân ý trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh sắc bén vô cùng chiến kiếm màu đỏ ngòm huyễn chi chân ý dung nhập hắn đôi mắt bên trong một đôi huyết mâu phảng phất thế nhưng là nhấc lên ngập trời huyết hải lực chi chân ý thì cùng huyết chi chân ý dung nhập phách trong cơ thể tu la thiên phách thành liền ngoại hình mà nói tu la thiên phách cùng lôi trạch thiên phách có hai điểm tương tự bất quá có thần thông uy năng lại là không giống nhau Mục phong thể nội huyết nguyên lực chín thành đều bị dung nhập tu la thiên phách bên trong mua sắm một ngàn hồn tinh cũng tiêu hao 900 rốt cục đem cái này một tôn tu la thiên phách ngưng tụ mà thành. Thần thông thiên phách quy nguyên gọi tổ, mục phong gầm nhẹ thân thể hóa thành một đạo huyết quang vậy mà bắn vào 10 trượng lớn tu la thiên phách bên trong. Mục phong người vậy mà cùng cái này tu la thiên phách hòa làm một thể người hòa vào phách mà không phải phách hòa vào người. Tu La Thiên phách một đôi tròng mắt bên trong trong nháy mắt bộc phát ra linh động sắc thái gào thét một tiếng sóng âm chấn động đến toàn bộ to lớn tu luyện đại điện chấn động không thôi. Đồng thời một cỗ khí thế đáng sợ tràn ngập mà mở dung nhập cái này thiên phách sau mục phong thể nội tu la huyết mạch bên trong một cỗ càng càng mạnh mẽ huyết mạch chi lực thức tỉnh một phần ngàn vạn. Cỗ này huyết mạch chi lực vì từ kim sắc chỉ có một tia phảng phất đến từ thần ma huyết mạch cao quý thái cổ phảng phất đến từ hỗn độn mục phong. Bất quá liền cái này thức tỉnh một phần ngàn vạn huyết mạch chi lực mục phong khí thế trong nháy mắt bay vụt thiên phách cảnh giới tam trọng thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên phách cảnh giới lục trọng. Đáng sợ cái này một tiêu huyết mạch chi lực vậy mà liền nhường mục phong công lực trong nháy mắt tăng lên tam trọng thiên công lực cảnh giới. Cái này một tiêu huyết mạch chi lực đến từ cái vũ trụ này hỗn độn sinh ra thời điểm giữa thiên địa tôn thứ nhất tu la tiên thiên thần linh tu la thiên tổ huyết mạch chi lực quản chi chỉ có yếu ớt một tia liền ẩn chứa đáng sợ uy năng. Thân dung tu là thiên phách mục phong huy động trong tay ngưng tụ to lớn chiến kiếm thân cao 10 trượng 30 mét hắn giờ phút này liền tựa như một tôn thái cổ ma thần. Bất quá muốn duy trì trạng thái này cực kỳ tiêu hao huyết nguyên lực lúc đầu nguyên lực liền tiêu hao chín thành mục phong bất quá duy trì 10 cái hô hấp. Tu La Thiên Phách quang mang biến mất hóa thành một đạo phách quang về mục phong thể nội thu hồi mục phong linh hải bên trong hóa thành một đạo nho nhỏ phách ảnh cùng lôi trạch thiên phách lơ lửng tại linh hải bên trong mặt kia một sợi huyết mạch chi lực cũng theo Tu La Thiên Phách biến mất ẩn nấp tại mục phong huyết mạch sâu nhất chỗ không cách nào thức tỉnh mục phong khí thế cũng theo thiên phách cảnh giới ngũ trọng trở lại tam trọng cảnh giới. Tu La Thiên Phách mặc dù cường hãn bất quá hao tổn đồng lượng rất kinh người mục phong đoán chừng coi như chính mình nguyên lực sung túc tình huống dưới cũng nhiều nhất duy trì hai phút thời gian bất quá còn có tu la thần ngọc thần ngọc bên trong nếu như chứa đựng đại lượng huyết khí liền có thể duy trì một hồi lâu dài tiêu hao chiến đấu. Là thời điểm xuất quan, Mục Phong dùng đan dược khôi phục tốt nguyên lực về sau đứng dậy hướng lớn điện bên ngoài mà đi. Lần này tu luyện thu hoạch cực lớn tu la kinh đột phá tu la thiên phách ngưng tụ nhưng Mục Phong lại bằng thêm mấy loại cường đại át chủ bài chiến lực. Coi như gặp phải thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh Mục Phong có tự tin đánh không lại đào mệnh vẫn là có thể mà hắn bế quan mấy tháng này bên trong kiều gia đã triệt để sụp đổ kiều gia tu sĩ cơ hồ đều bị giết đến giết sạch một chút nguyên đan cảnh giới phía dưới phổ thông tộc nhân làm sao có thể duy trì kiều gia mà những người này làm sinh tồn chỉ có thể khuất phục tại mục phong cùng đỗ giang dưới dâm uy tiếp tục tại kiều gia từng cái sản nghiệp bên trong tiếp tục duy trì kiều gia một cái kinh tế vận chuyển bất quá cuối cùng tài nguyên đều là nhập mục phong ngây mồm bên trong mà đỗ giang sớm đã bị mục phong gieo xuống ly hỏa hồng liên loại chỉ có thể vì mục phong làm việc thần phục tại mục phong dưới trướng Kiều gia gia chủ phủ đệ trong phòng khách Mục Phong lẳng lặng ngồi tại chủ ngồi lên uống nước trà Lưu Kiêu ngồi ở phía dưới mà Đỗ Giang đứng ở chính giữa bẩm báo lấy mấy tháng này Kiều gia sản nghiệp thu nhập tình huống. Một mỹ mạo thị nữ mang sợ hãi tâm tình vì Mục Phong xoa nắn lấy bả vai. Nàng là Kiều gia phổ thông tộc nhân cũng biết người trước mắt này là diệt nàng Kiều gia tu sĩ hung thủ cường nhân. Bất quá không có tu sĩ lực lượng trèo chống Kiều gia mấy vạn tộc nhân không thần phục tại Mục Phong dưới trướng sẽ bị biên giang thành bên trong vô số thế lực nuốt được ra đều không thừa. Kiều gia người đối Mục Phong là vừa hận lại e ngại lại không dám phản kháng Mục Phong bây giờ là bọn hắn cử nhân bất quá cũng là bọn hắn lập thế ô dù. Thiếu chủ bây giờ không có đông đảo tu sĩ tu hành tiêu hao mỗi tháng thu nhập bên trong đều sẽ nhiều rất nhiều dùng không hết tài nguyên ngài nhìn chúng ta nếu không cũng chiêu tụ một nhóm tu sĩ thành lập chính mình võ đạo thế lực. Đỗ Giang cung kính hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1186, về Lâm Nguyên Thành. Trước kia kiều ra hơn ngàn tên nguyên đan cảnh giới phía trên tu sĩ mỗi tháng tu hành tiêu hao đều là một bút rất lớn chi. Bây giờ nhóm người này bị mục phong giết lượng tiêu hao chi tiêu đại giảm tự nhiên sẽ tích lũy xuống không ít tài nguyên. Trong thời gian ngắn có thiếu chủ ngài uy danh chấn trụ bát phương thế lực không quá lớn thời gian không có một nhóm tu sĩ ngồi tăng đông đảo sản nghiệp nói sớm muộn xảy ra nhiễu loạn lớn. Đỗ Giang lại đề nghị nói ý hắn là chiêu một nhóm tu sĩ cho mình dùng thiếu chủ đỗ trưởng lão nói cũng không phải không có lý kiều ra đông đảo sản nghiệp toàn bộ nhờ bọn hắn những người bình thường này không có tu sĩ tỏa chấn sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Lưu kiều cũng nói, vương giả thực lực mạnh hơn bất quá cũng chỉ có thể lên một cái chấn nhiếp tác dụng người không có khả năng phân thân ngàn vạn đi quản lý thủ hộ mỗi một cái sản nghiệp đi. Mục Phong nghe vậy nhíu mày nói, người có thể thích hợp chiêu một nhóm bất quá đừng quá mức tạm thời duy trì ở hiện trạng là được qua một đoạn thời gian ta tự nhiên sẽ sắp xếp người tới đón kiều ra sản nghiệp, cái này biên cảnh chi địa mục phong trong lòng cũng đản sinh ra một cái ý nghĩ có thể đem chính mình thiên phong dòng binh đoàn cùng dưới trướng hắn bát đại tu la điều đến nơi này phát triển. Nơi này mặc dù hỗn loạn chiến sự lâu dài sẽ phát sinh bất quá nếu là đối tại vốn là muốn lấy chiến mà sống giết chóc tu hành tu la mà nói dạng này hỗn loạn biên cảnh luyện chế chính là tốt nhất phát triển khu vực. Không gì hơn cái này hắn dù sao còn ở nơi này khảo hạch trước đem đoàn sư huynh cho hắn nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại an tâm xử lý dưới trướng hắn sự tình mà ở trong đó khoảng cách Chu Vũ Vương Triều cũng là cực kỳ xa xôi khoảng cách không hạ 10 vạn dặm nguyên đan cảnh giới tu sĩ không ngủ không nghỉ phi hành cũng cần một tháng lâu. Hắn tu vi như thế muốn về đến Chu Vũ Vương Triều cũng tốt bay tốt mấy ngày. Xem ra có thời gian được chính mình luyện chế một chiếc phi hành linh khí loại hình. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, là vậy ta liền hướng ra phía ngoài trước khuếch trương chiêu 100 linh hải nguyên tông 300 nguyên đan tu sĩ trước duy trì được các lớn sản nghiệp một cái cơ bản tình trạng. Đỗ Giang nói, tu sĩ này đầy thiên hạ thế giới nhận người không là vấn đề chỉ cần ngươi nuôi nổi tự nhiên có số lớn tu sĩ tìm tới dựa vào. Lưu lão ta cũng nên hội lâm giang thành tiếp tục ta khảo hạch kiều ra liền từ ngươi ngồi trước chấn. Mục Phong nhìn về phía Lưu Kiêu nói, là lão bộc tuân mệnh lão bộc trước tiên ở nơi này chúc hiếu chủ sớm ngày tiến vào thánh tông hạch tâm đăng lâm tuyệt đỉnh. Lưu Kiêu đứng dậy cung kính nói, Ưm hào hào cho ta làm việc tương lai chỗ tốt thiếu không ngươi ngươi tại dưới trướng của ta hiệu lực 10 năm đến lúc đó ta biết giải ở trên thân thể ngươi gieo xuống huyết mạch chi thuật. Mục Phong gật đầu nói lại hứa cái miệng hứa hẹn, Lưu Kiêu nghe vậy có chút kích động liền biểu trung tâm Mục Phong cho hắn xuống ly hỏa hồng liên loại như là một thanh kiếm lơ lửng tại trong lòng hắn cùng Mục Phong nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ trêu đến cái này thiếu chủ không nhanh nhường chính mình hôi phi yên diệt. Mục Phong nói hiệu lực 10 năm biết giải hắn cấm thuật cái này khiến Lưu Kiêu trong lòng nhiều rất nhiều hy vọng cùng chờ mong hắn thọ nguyên cũng còn có 2 300 chờ 10 năm với hắn mà nói không tính là gì. Cũng nên trở về đi ra tu hành cũng gần một năm không biết bây giờ chiến phong như thế nào tử dược bọn hắn có đột phá chưa. Mục Phong tự lẩm bẩm cái này đi ra tu hành một chuyến cũng nên trở về thuận tiện đem đoạn kình thương bàn giao cho hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành. 10 vạn chiến công 10 tên thiên phách cảnh giới ma lang vương. Mục Phong khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là còn có không đào ngũ cách đâu. Chẳng qua hiện nay nhiệm vụ này đối với hắn tu vi mà nói cũng không có cái gì quá đại nạn độ bỏ chút thời gian tất nhiên có thể hoàn thành. Ngày thứ hai Mục Phong bay thẳng hướng Lâm Nguyên Thành, mà Lâm Nguyên Thành bên trong bây giờ khảo hạch thời gian cũng một năm trong năm đó khảo hạch đệ tử bên trong rất nhiều linh hải cảnh giới đỉnh phong khảo hạch đệ tử lần lượt đột phá hiện ra số lớn thiên phách cảnh giới vương cảnh đệ tử trong đó nổi trội nhất vẫn là trước hết nhất đột phá đám kia phong lâm thiên hiên viên lãng yến tử sơn lôi đoạn nhạc chu anh các loại những người này thác bà thanh hải liễu y tuyết thạch chính hùng những người này cũng đều ở phía sau đến lần lượt đột phá thác bà thanh hải càng là ba ý ngưng phách trở thành khảo hạch đệ tử bên trong thiên kiêu nhân vật mà trong năm đó chiến phong ngược lại không có cái gì quá lớn động tĩnh mặc dù chiến công cũng tăng lên không ít bất qua tổng thể chiến tích cũng đã bị phong lâm chiến đoàn các loại cỡ lớn chiến đoàn thay thế bao trùm Bây giờ Phong Lâm Thiên Chiến Đoàn vẫn như cũ là mạnh nhất một cái chiến đoàn, chiến đoàn bên trong đã không còn có hơn 30 tên vương cảnh khảo hạch đệ tử thế lực cường đại. Ma Lang Nguyên bên trên một chỗ Vạn Lang Bộ Lạc bên trong giờ phút này ngay tại phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Đây là một hồi nhân số cực kỳ không ngang nhau chiến đấu chín thân ảnh tung hoành tại toàn bộ Vạn Lang Bộ Lạc bên trong cùng đông đảo Ma Lang tộc chính diện chém giết. Bát Hoang Hổ Chiến Quyền một thân ảnh ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân thể bộc phát ra đáng sợ trùng thiên khí huyết một quyền sát phạt mà ra tám đầu kim sắc mãnh hổ khí kình gào thét bát phương oanh sát hướng ma lang nhân trong đám cuồng bạo lực trùng kích lượng linh hải cảnh giới ma lang tộc bị va chạm cũng là trực tiếp bạo tạc bỏ mình vỡ thành huyết khí bị đạo thân ảnh này vận chuyển công pháp hấp thu. Một quyền ra tám dũng mãnh động không dưới mấy chục tên linh hải cảnh giới ma lang cưỡi trên trăm tên nguyên đan cảnh giới ma lang tộc nhân bị oanh sát cuồn cuộn huyết khí thiêu đốt thành một cỗ huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt lên hắn thân thể thiêu đốt huyết diễm không ngừng rèn luyện hắn nhục thể tẩm bổ hắn khí huyết bách kiếm phân quang thuật còn có một người kim sắc kiếm khí tung hoành người khác hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang sát phạt nhập đàn ma lang bên trong từng đạo kim sắc kiếm mang bắn ra bốn phía bát phương càng là như là một thu hoạch máy móc đại lượng đồ sát ma lang tộc nhân kia một thân bạch y thanh tú thiếu niên đạp kiếm xuyên thẳng qua tại đàn ma lang bên trong huy động trăm ngàn kiếm quang đã có hai điểm kiếm tiên phong thái còn có một thanh y mập mạp hắn ngồi tại một tôn cao 78 mét hình thể to lớn kim sắc cự con cóc trên thân thể vờn quanh ngũ thải độc nguyên lực. Kia cự thiềm trong miệng bắn ra từng đạo kim quang bị bắn chúng ma lang tộc nhân kêu thảm ở giữa trực tiếp độc phát thân vong thân thể hòa tan làm từng đoàn từng đoàn xương độc xương độc bị thanh y mập mạp hấp thu nhập thể. Mà cái này thanh y mập mạp trong tay trong nháy mắt từng đạo ngũ thải độc đồng ngưng tụ thành châm bắn ra bị bắn chúng người cũng là trong nháy mắt độc phát thân vong giữa không trung còn có hai tên nữ tử ngay tại vây giết một ma lang vương trong đó một tên người mặc áo trắng dáng người mập mạp nữ tử dẫn theo một thanh to lớn hắc sắc ma phủ huy động ở giữa ma khí cuồn cuộn chiến lực kinh người chém giết ra từng đạo cường đại phủ mang còn có một áo tím mỹ nữ cầm trong tay tử sắc linh kiếm chém ra đạo đạo lửa tím kiếm mang đốt núi nấu biển hai tên nữ tử tu vi khí thế cường đại đều là đạt tới vương cảnh tu vi giết đến cái này thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên ma lang vương gầm thét liên tục hoàn toàn rơi tại hạ phong chín người này đơn thương độc mã giết vào vạn lang bộ lạc giết đến toàn bộ vạn lang bộ lạc máu chảy thành sông 9 người này tu vi đều là đạt tới thiên phách vương cảnh cường giả bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1187, nghìn giáng lâm chu tước chém Hách Mỹ lệ một tiếng gầm nhẹ bên ngoài thân ma nguyên lực hình thành năng lượng mỡ thiêu đốt hóa thành một cỗ bành trướng ma nguyên lực hội tụ nhập búa bên trong phủ mang hóa thành một đạo kinh thiên tia trước màu đen bổ vào tên này ma lang vương phòng ngự hộ thể bên trên. Xoẹt xẹt, cái này một búa bộc phát ra siêu việt nàng bản thân tu vi mấy lần năng lượng một kích hung hăng bổ ra thật dày ma nguyên phòng ngự bổ vào cái này ma lang vương thân thể. Cái này ma lang vương một tiếng hét thảm bị một búa chém thành hai khúc thi thể vẫn lạc rất xuống giữa không trung mà chi này ma lang bộ lạc cũng bị cử người đồ diệt. Chín người này chính là chiến phong bên trong đột phá vương cảnh mạnh nhất chín người. Ha ha thống khoái, mục cuồng cười nói, phong ca rời đi gần một năm không biết hắn tu vi bây giờ đến mức nào. Bạch tử dược thu kiếm nói hắn mặc dù ngưng tụ kiếm phách bất quá còn không có ôn dưỡng chính mình bản mệnh linh kiếm hắn còn nhớ mục phong muốn đích thân vì hắn rèn đúc một thanh bản mệnh linh kiếm đâu. Cái kia yêu quái hắn tu vi bây giờ so với chúng ta tới chỉ sợ là chỉ mạnh không yếu, tử vân quận chúa tới nói, ha ha cũng là, mấy người quét dọn chiến trường sau đó đem cái này bộ lạc bên trong nhân tộc cũng cứu trở về trước kia bọn hắn kiến tạo một người kia loại trong thôn lạc. Trong năm đó bọn hắn cũng cứu không ít nhân tộc cứu ra không dưới vạn danh nhân tộc cái kia thôn xóm nhỏ bây giờ cũng thành một cái chấn nhỏ. Mục phong về chiến phong trong trang viên mục cuồng bọn người đều nhận được mục phong truyền âm vội vàng chạy về mục phong tập hợp. Chiến phong trong đại sảnh một đám người hội tụ mục phong ngồi ở phía trên chủ ngồi nghe chiến phong các huynh đệ báo cáo một năm qua này tình trạng bây giờ chiến phong nguyên đan cảnh giới thành viên đã không có cơ hồ đều đột phá đến linh hải cảnh giới. Mục cuồng bạch tử dược dược xuyên tử vân quận chúa Dương Hải hách Mỹ lệ cùng mặt khác ba tên chiến phong thành viên đều đột phá đến vương cảnh. Trừ dược xuyên không có ngưng tụ thiên phách những người khác ngưng tụ thiên phách mà mục cuồng càng là tu luyện ra thể phách. Thể tu luyện thể lấy khí máu lực chi chân ý làm chủ ngưng tụ thể phách thể phách khác biệt nguyên phách mà là dung hợp tại trong nhục thể hình thành nhục thể thần thông. Về phần nhục thể thần thông mục phong tu luyện lôi vương thể cũng tu luyện ra lôi vương trong cơ thể một thức thần thông bất quá hắn gặp qua đối thủ vẫn chưa có người nào có thể buộc hắn dùng ra một chiêu kia. Ha ha Phong ca ngươi chạy đến gần một năm bây giờ tu vi đến mức nào cũng cho chúng ta nói một chút a. Dương Hải cười hỏi, đúng a à Phong ca khác đều là chúng ta đang giảng ngươi cũng nói một chút a cái này gần một năm ngươi cũng chạy đi đâu? đám người cũng nhìn về phía mục phong hỏi ta đi một cái gọi phần lôi cốc địa phương tu luyện lôi đạo không quá thời hạn ở giữa cũng xác thực gặp phải không ít chuyện mục phong đại khái nói một chút đối với chu vũ nhường kiều ra ám toán hắn hắn diệt kiều ra những chuyện này mục phong cũng không có giấu giếm từng cái nói ra đám người nghe vậy đều là phẫn uất không thôi mục cuồng càng là để cho dầm dĩ lấy muốn đi diệt chu vũ chu vũ đối người sát niệm nặng như vậy còn có thể điều động chu gia gia tộc phụ thuộc đi giết người ở trong đó chỉ sợ còn có nguyên nhân khác Tử vân quận chúa nhíu mày nói, ưng bất quá mặc kệ nguyên nhân gì hắn chu gia đệ tử đã dám dạng này khiêu khích ta mục phong danh giới cuối cùng mặc kệ chu gia thế lực cường đại cỡ nào ta cũng sẽ không bỏ qua cái này chu vũ người này ta tất sát. Mục phong sắc mặt âm lãnh nói, tu luyện tu luyện làm gì, đồ không phải liền là một cái trường sinh tiêu giao tung hoành thiên địa bảo hộ chính mình thân bằng. Mục phong có được thực lực chỉ cần là hắn có thể giết cừu nhân tuyệt đối sẽ không buông tha. Chu tước chiến đoàn thực lực không kém thiên phách cảnh giới vương cảnh đệ tử cũng không dưới 30 tại người Chu gia Chu Anh bây giờ càng là tu hành đến thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên người muốn giết Chu Vũ chúng ta duy trì bất quá trực tiếp giết vào Chu tước chiến đoàn chỉ sợ không ổn. Tử vân quận chúa nói nàng cùng mục phong quan hệ mục phong sự tình các nàng tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha thiên phách cảnh giới nhị trọng, Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng đứng dậy nói, đã muốn giết ta Mục Phong liền muốn đường đường chính chính đánh tới Chu gia vừa vặn giải quyết kim ra đám kia tiểu nhân ta chính là muốn nhường thế nhân biết muốn giết ta Mục Phong hoặc là diệt sát ta giết không ta ta tất báo phục. Kiều Viễn Sơn thiên phách cảnh giới tứ trọng tu vi hắn đều có thể chém giết Chu Anh thiên phách cảnh giới nhị trọng tu vi hắn càng không e ngại. Mặc dù nói tu vi không hoàn toàn đại biểu thực lực Chu Anh đã xuất từ đại tộc thực lực khẳng định không phải bình thường thiên phách cảnh giới nhị trọng vương giả có thể so sánh bất quá hắn Mục Phong như thế nào người bình thường. Đám người nghe vậy cũng không nói cái gì không xem qua quang kiên định đã mục phong quyết định xuất thủ chiến phong chỉ sợ muốn cùng chu tước làm qua một hồi. Đi chu ra, mục phong đứng dậy nói đám người nghe vậy cũng theo đó đi theo. Chu tước chiến đoàn, bây giờ khảo hạch đệ tử bên trong cường đại nhất một cái chiến đoàn một trong. Mà một ngày này chu tước chiến đoàn trên không một đám nhân mã lại là trực tiếp phá không bay tới giáng lâm tại chu tước chiến đoàn trên không. Tự nhiên là chiến phong các loại hơn 300 tên thành viên. Chu tước chiến đoàn chiếm diện tích cũng là cực lớn trăm mẫu trang viên ở lại hơn một ngàn tên chu tước chiến đoàn thành viên. Chu vũ cút ra đây cho ta. Mục phong chắp hai tay sau lưng lôi quang quẩn quanh đứng tại trước mọi người phương đứng chắp tay hét lớn một tiếng vang bên cạnh toàn bộ chu tước chiến đoàn. Vô số chu tước chiến đoàn đệ tử nghe vậy đi ra nhìn về phía hư không chỉ gặp mục phong bọn người chính dáng lâm tại chu tước chiến đoàn trên không. Là chiến phong người, kia cầm đầu không phải mục phong sao nghe nói mục phong ra ngoài tu hành tiểu tử này đến chúng ta chu tước chiến đoàn làm gì vô số chu tước chiến đoàn người đi ra nhíu mày không thôi mục phong người dẫn người đến chúng ta chu tước chiến đoàn làm gì mà lúc này mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên từng cái phát ra khí thức cường đại trong đó một tên bạch bào thanh niên nhìn qua mục phong quát hỏi bảy người này cũng đều là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật chu tước chiến đoàn bên trong cường giả là mục phong hắn tới làm gì Kim gia các đệ tử cũng đi ra nhìn qua giữa không trung thân ảnh có một tia cảm giác không ổn. Mà Kim Bắc đằng không mà lên cùng Chu Tước chiến đoàn cái khác bảy vương lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong không nghĩ tới khí thức bành trướng cái này Kim Bắc vậy mà cũng tu luyện tới vương cảnh. Chu Vũ đâu, nhưng hắn đi ra nhận lấy cái chết hắn ở sau lưng dở trò xấu nhường Chu gia gia tộc phụ thuộc Kiều gia chặn giết ta Mục Phong bây giờ khoản nợ này ta nhưng là muốn hảo hảo cùng hắn thanh toán một phen. Mục Phong đứng chắp tay nhìn qua Chu Tước chiến đoàn cái này tám tên vương giả lạnh lùng nói: cuồng vọng nói như vậy ngươi là đến ta chu tước giết người một chu gia thanh niên vương giả lãnh thanh nói không phải ngươi cho rằng ta đến các ngươi cái chỗ chết tiệt này làm gì mục phong bình tĩnh nói lời này vừa nói ra đông đảo chu tước thành viên gầm thét lên tiếng số lớn chu tước thành viên bay lên đem mục phong bọn người bao bọc vây quanh đừng tưởng rằng ngươi có hai điểm thực lực liền có thể cuồng vọng chu tước không phải ngươi có thể dương oai địa phương cút cho ta tên kia chu gia vương giả âm thanh lạnh lùng nói bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1188, chém hết kim ra. Tiểu tử ngươi làm sao cùng ta phong ca nói chuyện đây? Mục cuồng đứng ra lãnh thanh nói, muốn chết, bạch tử dừa càng là kiếm đã ra khỏi vỏ sát cơ lạnh lẽo. Chiến phong cường thế giáng lâm chu ra cái này tự nhiên trốn không thoát vô số khảo hạch đệ tử cùng các tu sĩ con mắt rất nhanh liền có không ít khảo hạch đệ tử vây tụ hướng không chu thước chiến đoàn gặp chiến phong vậy mà lại cùng chu tước rằng co bên trên từng cái không khỏi kinh ngạc gần một năm không gặp mục phong ra hỏa này làm sao dẫn người đến chu tước chiến đoàn chiến phong cùng chu tước một mực không hợp lần này là mâu thuẫn kích thích sao rất nhiều người không khỏi nghị luận nói mục phong khoát khoát tay nhường tử dược mục cuồng lui ra phía sau chính mình một người đi ra nhìn qua chu tước chúng vương giả lạnh lùng nói người nói ta cuồng vọng vậy ta hôm nay mục phong liền cuồng vọng cho ngươi xem nhường chu vũ đi ra nhận lấy cái chết mục phong ngươi quá mức tên kia chu gia vương giả giận giữ hết bước ra một bước cuồn cuộn chu viêm hỏa diễm quét sạch mà ra xích hồng sắc nguyên lực bao trùm một phương hư không bốc cháy lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ qua lan đi không phải ta liền ngươi một khối giết mục phong lạnh lùng nói thằng nhãi danh tùy tiện cái này chu gia vương giả gầm thét một trưởng hướng mục phong oanh kích mà xuống ngưng tụ ra một đạo to lớn chu viêm cự trảo trục giết mà đến như là một cái chu tước móng vuốt từ trên trời giáng xuống Mục Phong nhìn qua kia một đạo chu viêm trảo kình trục giết mà xuống thân thể không tránh không tránh một cỗ cuồng bạo lôi đình nguyên lực và kình khí chấn động mà ra kia trục giết xuống tới một trảo trực tiếp bị chấn nát. Ngươi cũng đột phá thiên phách cảnh giới, cái này Chu gia vương giả kinh hãi, không phải ngươi cho rằng đâu. Mục Phong cười lạnh, coi như ngươi đột phá thiên phách lại như thế nào Chu gia ta không dung vũ nhục. Cái này Chu gia thanh niên vương giả gầm nhẹ trong tay nhiều một thanh màu đỏ chiến đao nguyên lực tụ hợp vào trong đao linh đao biện pháp mấy chục trưởng cực nóng đao khí, Chu viêm chảm, cái này chu gia vương giả sách đao hướng mục phong chém bổ xuống một đạo dài hơn 10 trượng đáng sợ xích hồng đao mang chảm phá phong vân chém giết hướng mục phong phòng ngự hộ thể. Bất quá một đao kia bổ ra 7-8 mét sau nguyên lực phòng hộ về sau liền bị trực tiếp chấn vỡ gần không mục phong thân phá không phòng ngự. Quá yếu, mục phong đạm mạc nói đưa tay ở giữa lôi đình oanh minh một cỗ cuồng bạo lôi đình nguyên lực tuôn ra ngưng hóa thành một đạo to lớn lôi thần ấn. Hạ lôi biến, Mục phong một ấn sát phạt mà ra phần lôi cuồn cuộn mấy chục trượng lớn tiểu hạ lôi cổ ấn như là một tòa núi nhỏ oanh kích mà xuống ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm xét cùng phần lực. Chém, cái này chu gia vương giả sắc mặt đại biến vùng đao gầm thét bổ ra đao mang chém ngang chặn đường hướng một kích này bất quá bành một tiếng trực tiếp bị hạ lôi cổ ấn cường thế đánh nát cuồng bạo phần lôi lực lượng nương theo cổ ấn oanh kích mà xuống. Bành bành bành, cái này chu gia vương giả thật dày nguyên lực phòng ngự trực tiếp bị cuồng bạo phá vỡ thế nhập trẻ tre không có một tia ngăn cản chi lực cuồng bạo phần lôi lực lượng đánh vào cái này chu gia vương giả thân thể a à, cái này chu gia vương giả bi thảm vừa gọi bị phần lôi lực lượng bao phủ thân thể bị oanh kích thành cháy đen đánh xuống giữa không trung hung hăng nện ở một gian phòng ốc bên trên đạp nát phòng ốc bị một kích trọng thương sâu kiến mục phong lạnh lùng thu tay lại chu minh vậy mà một chiêu đều nhịn không được gia hỏa này đột phá vương cảnh về sau thực lực càng kinh khủng chu gia các vương giả gặp một màn này sắc mặt đại biến kim bắc sắc mặt cũng là khó coi bây giờ hắn mặc dù đột phá vương giả cảnh giới bất quá đối mặt mục phong vẫn cảm thấy như thế bất lực ta đang hỏi một câu chu vũ đâu các ngươi chu tước cứ như vậy mấy người sao mục phong lạnh lùng nói mục phong ngươi chờ đắc ý chu vũ cùng chúng ta anh tỷ ra ngoài các nàng trở về ngươi liền chết chắc một chu gia vương giả phẫn nộ nói a ra ngoài đã như vậy vậy trước tiên cầm người nhà họ kim phẫu thuật a Mục Phong nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Kim Bắc, Kim Bắc run lên trong lòng một luồng hơi lạnh sông lên đầu kinh hãi nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói, người người muốn làm gì? Làm gì, năm đó Kim gia không ít phái người đối phó ta các ngươi không phải cũng là đối ta Mục Phong xuống tử thủ sao? Người nói ta muốn làm gì? Mục Phong cười lạnh một tiếng đạp ở hư không bay về phía Kim Bắc. Mục Phong người dám giết chúng ta Kim gia cùng Chu gia cũng sẽ không buông tha ngươi. Kim Bắc giận dữ hét, không có thực chất ý nghĩa uy hiếp đi chết đi, Mục Phong lạnh lùng một trường ngưng tụ một đạo cuồng bạo hạ lôi đại thiên ấn cuồn cuộn cuồng bạo phần lôi đánh về phía Kim Bắc. Kim Bắc hét giận giữ một cỗ dương nguyên lực nương theo Thái Dương chân hỏa gào thét mà ra ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường ấn đánh về phía một kích này bất quá thật là tùy tiện đánh nát. Kim Bắc nhanh lùi lại không dám ngạnh kháng Mục Phong một kích thân thể hóa thành một đạo kim quang vậy mà trốn. Muốn chạy trốn ngươi không có cơ hội. Mục Phong cười lạnh một tiếng phía sau lôi đình nhấp nhô ngưng tụ một đôi lượn lở phần lôi hỏa diễm màu xanh phong lôi xí bàng bạch thân thể bộc phát thanh lôi chi quang mãnh liệt bắn mà ra tốc độ nhanh hơn kim bắc mấy lần không thôi mục phong trong tay lôi đình quang mang ngưng tụ một trường ẩn chứa phong mang chi ý một trường lưu ảnh điện quang chảm ra một tia chớp quang nhận gào thét bổ về phía kim bắc kim bắc gầm thét xoay người đấm lại oanh ra ngăn cản bất quá quả thật bị một kích này lưu ảnh điện quang chảm tùy tiện xé nát quyền mang phá vỡ công kích chảm kích tại phòng ngự bên trên kém chút phá vỡ phòng ngự đánh giết kim bắc Kim bác dọa đến tốc độ cao nhất mà chạy mà lúc này mục phong trong tay lại ngưng tụ một thanh lôi đình chi mâu một mâu phá không giết lên đánh tới xuyên thủng phòng ngự đâm vào kim bắc hậu tâm. Phốc phốc, kim bắc thân thể dừng lại bị một kích lôi đình xuyên thủng hắn nhìn qua xuyên ngực mà qua lôi mâu đôi mắt nộ chừng sau đó kêu thảm một cỗ huyết chi chân ý bộc phát thân thể thiêu đốt huyết diễm bị mục phong hấp thu nhập tu la thần ngọc bên trong. Kim bắc đại ca, Kim gia các đệ tử gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng Kim Bắc bây giờ là Kim gia giới này duy nhất đột phá thiên phách người bất quá cũng là bị Mục Phong đánh giết. Mục Phong, Chu Tước chiến đoàn người cũng từng cái phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong bất quá Chu Anh không tại bọn hắn đều không phải là Mục Phong đối thủ không người nào dám xuất thủ đi chặn đường Mục Phong. Còn có các người không cần phải gấp gáp đều sẽ đi cùng hắn. Mục Phong nhìn về phía còn lại mười mấy tên Kim gia đệ tử lạnh lùng nói. Những này kim gia đệ tử sắc mặt trắng bệch kim nam nổi giận gầm lên một tiếng trốn tất cả kim gia đệ tử lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Bất quá tốc độ bọn họ chỗ nào so được mục phong. Một hơi mục phong truy kích bên trên kim nam đưa tay một trưởng đem nửa bước phương cảnh kim nam một trưởng oanh thành bụi kinh. Hai hơi lại đuổi kịp ba tên kim gia đệ tử ba đạo lôi đỉnh oanh ra trực tiếp đem ba người này oanh thành bụi. Bốn hơi thở một kiếm ra hơn 10 tên trốn tại một phương kim gia đệ tử mẫn diệt tại kiếm khí bên trong. 6 hơi thở 8 hơi thở thứ 10 hơi thở, trốn được xa nhất mấy người bị từ trên trời giáng xuống mấy đạo lôi quang oanh chúng trong nháy mắt vẫn lạc. Mười mấy tên kim gia đệ tử 10 hơi bị mục phong một người đồ tận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1189, lực áp 6 vương. Mười mấy tên kim gia đệ tử đến tận đây toàn bộ mẫn diệt, mà Chu Tước chiến đoàn người từng cái nhìn qua Mục Phong tức giận đến thân thể phát run có Chu gia cường giả gầm thét, "Mục Phong, chúng ta anh tỷ trở về ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ha ha, ta chờ mong nàng như thế nào để cho ta hẳn phải chết không nghi ngờ mà ta liền ở chỗ này chờ lấy." Mục Phong cười lạnh một tiếng cầm kiếm mà đứng thật dự định ở chỗ này trông coi chờ lấy Chu anh bọn hắn trở về. "Ngươi Chu tước chiến đoàn mọi người gầm thét biệt khuất A rốt cuộc sáu người khác giống giận gào thét cùng một chỗ hướng mục phong khởi sướng tiến công các loại cuồng bạo nguyên lực công kích quét sạch một phương này hư không. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều là rùa đen rút đầu không dám ra chiến đây. Mục phong cười lạnh một tiếng phía sau phong lôi thiên sĩ chấn động nhìn qua sáu người này đánh tới. Chu viêm trưởng, xích hỏa kiếm quyết, băng nhật quyền, sáu người này gầm thét từng đạo cuồng bạo công kích sát phạt hướng mục phong mục phong bước chân đạp mạnh thể nội bàng bạc lôi đình nguyên lực cùng một cỗ kinh người khí kình sung kích mà ra sáu người công kích đụng vào mục phong nguyên lực phòng ngự cùng hộ thể khí kình bên ngoài bạo tạc vỡ vụn không có có thể bị thương mục phong mảy may hắn lực phòng ngự làm sao lại khủng bố như vậy sáu người sắc mặt khó coi đại thiên lôi thần ấn mà lúc này mục phong một tay nhấn ra trong hư không phun trào lôi đình nguyên lực ngưng tụ hóa thành một đạo to lớn lôi đình cổ ấn oanh kích mà xuống phần lôi cuồn cuộn như là dáng đỏ dáng lâm đánh về phía trong đó hai người hai người này gầm thét nguyên lực oanh kích mà ra bất quá quả thật bị cuồng bạo lôi thần ấn vỡ nát nguyên lực hộ thể cũng bị oanh mở đánh vào hai người thân thể a à, hai người kêu thảm thân thể bị cuồng bạo phần lôi oanh kích từ giữa không trung bị đập xuống kiếm phách thần thông quy nguyên chảm còn có một người gầm thét trực tiếp tế luyện ra chính mình ngưng tụ thiên phách là một thanh to lớn lam sắc cực kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm ý cùng kiếm nguyên lực. "Giết!" hắn một kiếm đánh xuống lập tức một đạo khai thiên tích địa lam sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống một kích toàn lực chém về phía Mục Phong phòng ngự. Ba người khác cũng không chút do so dự dùng ra chính mình thiên phách thần thông, ba người này đều là chu gia đệ tử tu hành đồng dạng gia tộc công pháp ngưng tụ thiên phách đều là một cái to lớn chim hồng tước. Ba cái hỏa diễm chim hồng tước thiên phách hoành không ẩn chứa đáng sợ phần lực thần thông chu viêm chân hỏa ba người này gầm thét ba cái chim hồng tước thiên phách phun ra cuồn cuộn xích hồng sắc hỏa diễm quét sạch bầu trời phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ cực nóng khí tức chu viêm chân hỏa ngưng tụ thành ba đạo mười mấy mét thô cột sáng đánh về phía mục phong cái này ba đạo cột sáng hoàn toàn có thể đem một tòa đại sơn hòa tan thành nham tương bốn đạo thiên phách oanh kích toàn bộ thẳng hướng mục phong một người Bốn tên thiên phách cảnh giới vương giả một kích toàn lực bộc phát huy lực chỉ sợ là thiên phách cảnh giới tam trọng thiên cường giả cũng không dám ngạnh bính A. Có đến quan chiến người chấn kinh nói, cái này hợp lực bốn kích mục phong chỉ sợ ngăn không được. Một người khác cũng ngưng trọng nhìn lên bầu trời nói, mà càng ngày càng nhiều khảo hạch đệ tử nghe hỏi mà đến nhìn lên bầu trời bên trong mục phong một người đại chiến sáu tên vương giả chiến trường từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra rung động thần sắc. Lôi trạch, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng thể nội một đạo phách quang bắn ra hấp thu Mục Phong nguyên lực trong nháy mắt hóa thành một đạo thân ảnh to lớn. Đây là một đạo đầu rồng thân người cao 10 trượng cự hình thiên phách lượn lờ lôi long chân đạp máu lang yên cầm trong tay lôi đình chi kiếm tựa như viễn cổ đến ma thần. Vạn kiếp lôi ngục, lôi trạch gầm nhẹ một trưởng ngưng tụ bát phương lôi đình hóa thành một đạo lôi đình kết giới bao phủ hướng Mục Phong thân thể. Oanh, 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 kịch liệt tiếng nổ cùng sóng xung kích quanh quần tại hư không bên trong, ba đạo thật hỏa quang trụ đạo kiếm quang kia phách chạm tại mục phong phòng ngự hộ thể bên trên nguyên lực phòng ngự và kinh khí bị phá ra bất quá làm công kích rơi vào vạn kiếp lôi ngục kết giới bên trên là cũng là bị gắt gao ngăn cản được không thể lại tiến mảy may đây là cái gì thiên phách bốn người gặp cái này cự hình thiên phách đều chấn kinh đến sắc mặt dây lát thay đổi nhất kiếm tiêu lôi chạm mục phong rút kiếm vùng ra lôi trẻ thiên phách gầm thét đồng dạng nhấc lên lôi đình chi kiếm nguyên lực hội tụ lôi đình chi kiếm bên trong kiếm ý làm chủ Bạch, một đạo sáng chói từ sắc lôi đình kiếm quang bổ về phía bốn người, bốn người sắc mặt đại biến phát ra công kích ngăn cản phòng ngự bất quá bị chảm phá công kích oanh phá phòng ngự cuồng bạo kiếm khí xung kích được bốn người kêu thảm trở ra bị xé nứt ra từng đạo miệng máu. Mà lúc này Lôi Trạch Thiên phách lại nhanh chân vượt đi to lớn bàn tay lại lần nữa ngưng tụ lôi đình vô số lôi đình chi lực như là được triệu hoán đi ra đột nhiên liền ngưng tụ tại hư không đem bốn người vây quanh hình thành kết giới ngưng tụ thành lôi ngục không gian. Vô tận cuồng bạo lôi đình đánh về phía bốn người. A à bốn người kêu thảm bị vạn lôi oanh kích trực tiếp bị oanh phá phòng ngự bị oanh kích thành trọng thương thể nội đồng mạch đều bị đánh nát mục phong vừa thu lại tay lôi mục biến mất bốn người này rơi xuống trời cao rơi đập trên mặt đất thoi thóp đây là mục phong không dùng toàn lực không có triệu hoán hắn có thể triệu hoán mạnh nhất lôi đình không phải bốn người này đã phi hôi yên diệt một người độc chiến sáu vương thế như trẻ treo oanh phá sáu người công kích đánh bại sáu vương t vô số nhân vọng lấy một màn này toàn bộ đều là hít sâu một hơi cái này mục phong làm sao lại cường đại như vậy sáu tên vương giả vây công cũng không làm gì được hắn quá mạnh hắn thực lực tuyệt đối không kém cỏi phong lâm thiên các loại ngày kiều vô số người rung động nói phong ca tốt chiến phong người tự nhiên là từng cái kích động giống to lớn tiếng gọi tốt nhìn về phía mục phong thân ảnh sùng bái không thôi Gia hỏa này bây giờ là càng ngày càng mạnh a à. đại thương chiến đoàn người cũng tới thạch chính hùng nhìn qua mục phong sợ hãi thán phục nói hắn bây giờ cũng đã thành vương ta nói qua hắn có thể cúi đầu đối mặt khuất nhục cũng có thể thẳng lưng làm cho tất cả mọi người ghé mắt chỉ là gia hỏa này đến cùng là mấy ý ngưng phách tứ hoàng tử híp mắt nói tỉ mục phong thật mạnh a à. liễu hiên rung động nói áo trắng như tuyết đã thành vương liễu y tuyết trong đôi mắt đẹp nhìn về phía đạo thân ảnh kia dị sắc liên tục hắn tựa hồ đã hoàn toàn siêu việt chính mình tại sao có thể như vậy gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy chu tước chiến đoàn các thành viên trong lòng cuồng hống không dám tin Mục Phong thu lôi trạch thiên phách đứng ngạo nghễ tại trong hư không mà kia bị trọng thương chu tước chiến đoàn các phương giả từng cái từ dưới đất giấy rụa đứng dậy phẫn nộ khuất nhục nhìn qua Mục Phong bất quá giờ phút này lại là không người nào dám nói cái gì. Mà Mục Phong liền ở chỗ này chờ. Hắn cường thế giáng lâm chu tước chiến đoàn sự tình rất nhanh liền truyền khắp lâm nguyên thành không nói khảo hạch các đệ tử liền liền vô số trong thành tu sĩ cũng tụ đến quan sát Mục Phong tiếp xuống muốn làm gì. Tất cả mọi người biết chỉ sợ các loại chu anh dẫn người trở về miễn không nên cùng chiến phong người một phen đại chiến mà chu tước chiến đoàn người xác thực cũng tại khẩn cấp đưa tin liên hệ chu anh bọn người nhường chu anh bọn người trở về bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1190, nghìn chu anh đến thời gian chuyển rời chu tước chiến đoàn hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều đã không còn có hơn hai vạn tên khảo hạch đệ tử mà đông đảo trong thành tu sĩ tụ đến nhìn qua giữa không trung lượn lờ lôi quang thân ảnh nghị luận ầm ý Lôi Đình chiến đoàn, Bắc Yên chiến đoàn, Hiên Viên chiến đoàn, thậm chí Phong Lâm Thiên chiến đoàn người đều hội tụ tới. Mục Phong, Hiên Viên chiến đoàn bên trong có một người nhìn về phía Mục Phong nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Hiên Viên Cương Liệt lúc trước bị Mục Phong hung hăng ăn cướp một phen còn bị Mục Phong gieo xuống ly hỏa hồng liên. Bây giờ mặc dù hắn đã đột phá thành vương bất quá cũng bởi vì kia ly hỏa hồng liên cũng không dám đối mục phong trả thù hắn có thể cảm giác được mục phong ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng có thể đòi mạng hắn thế nhưng là hắn nghĩ tới vô số biện pháp mời qua rất nhiều dược sư đều khứ trừ không thể nội lưu lại cỗ lực lượng kia. Người đối với hắn có rất lớn thù niệm một bên một đạo người mặc kim bào thân ảnh từ tốn nói người này chính là gia tộc hiên viên bên trong giới này thiên tài hiên viên lãng tới đây trước liền đã thành vương thiên mới bây giờ tu vi càng là tại thiên phách cảnh giới tam trọng tiểu thiên vị thể nguyên song tu thế lực cường hoành. Lãng ca tiểu tử này xác thực cùng ta có chút thù hận lúc trước ta mang một nhóm huynh đệ đi lịch luyện tại Ma Lang Nguyên gặp phải hắn tiểu tử này vậy mà dậu đổ bìm leo tại chúng ta cùng Ma Lang tộc nhân chiến đấu thời điểm xuất thủ ăn cướp chúng ta tài vật làm hại chúng ta chết rất nhiều cái gia tộc đệ tử. Hiên viên cương liệt thấp giọng nói vặn vẹo không ít chuyện thực. A à, hắn cùng chúng ta hiên viên ra lại còn có loại chuyện này ta trước kia làm sao không biết. Hiên viên lãng nhíu mày nói. Cái này còn không chỉ tiểu tử kia hắn còn tu luyện được có chúng ta hiên viên ra bát hoang chiến quyền ta hỏi qua hắn như thế nào được đến hắn vậy mà nói là hạo thiên lão tổ truyền cho hắn thật sự là buồn cười. Hiên viên cương liệt lại chỉ hướng một người nói người kia chính là mục cuồng. Hội chúng ta hiên viên ra bát hoang chiến quyền hạo thiên lão tổ truyền thụ. Hiên viên lãng con người nhíu lại nhìn về phía mục cuồng không biết đang suy nghĩ gì. Vừa rồi tiểu tử kia ngưng tụ ra lôi phách làm sao cực kỳ giống như trong truyền thuyết ghi chép kia một loại thái cổ lôi đình thần thú. Lôi đoạn nhạc nhìn qua mục phong thân ảnh trong lòng âm thầm cả kinh nói. Rốt cuộc thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ Lâm Nguyên Thành bên ngoài một đám nhân mã rốt cục phá không chạy đến tiến vào trong thành sau lại vội vàng chạy về chu tước chiến đoàn, Đám người này nhân số không dưới trăm người tu vi yếu nhất cũng có linh hải cảnh giới đại thiên vị trong đó còn có hơn 20 người khí thức bành trướng toàn bộ đều là vương cảnh cường giả. Có một hồng y nữ tử khuôn mặt kiều diễm mái tóc dài màu đỏ rực áo đỏ như lửa giờ phút này sắc mặt băng hàn mang theo đám người này lập tức chạy về tới. Đến anh tỷ đến, chu anh trở về, đám người này mã phi đến chu tước chiến đoàn người lập tức đến tinh thần vô số người xôn xao tại thiên không tự giác tránh ra đường nhường đám người này bay tới ha ha trò hay muốn mở màn chu anh rốt cuộc trở về. Rất nhiều người chờ mong vô cùng nói. Nhắm lại dưỡng thần đứng chắp tay Mục Phong cũng mở to mắt nhìn về phía chạy đến chu anh bọn người. Anh tỷ các người rốt cuộc trở về Mục Phong đến chúng ta nơi này giết người đã thương chúng ta còn đem kim bác bọn hắn kim ra đệ tử toàn bộ giết. Một bị đánh tổn thương chu gia vương giả nghinh đón đối chu anh tố khổ nói. Chu Anh gương mặt xinh đẹp băng hàn đôi mắt đẹp hàm sát nhìn về phía Mục Phong mà Mục Phong ánh mắt lại là nhìn về phía bọn này người tới bên trong một người trong đó Chu Vũ. Làm sao có thể tiểu xúc sinh này lại còn không có chết? Chu Vũ nhìn qua Mục Phong trong lòng kinh hoàng có chút không dám nhìn thẳng Mục Phong con mắt. Chu Vũ ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu ngươi nhường kiều ra lại nhiều lần giết ta khoản nợ này hôm nay ta Mục Phong muốn cùng ngươi triệt để thanh toán hiểu rõ. Mục Phong nhìn về phía Chu Vũ lạnh lùng nói mục phong ngươi nói bậy bạ gì đó ta ta nơi nào có phái người nào giết ngươi chu vũ tức giận nói tự nhiên không thừa nhận kiều gia đã bị ta diệt kiều gia trưởng lão cái gì đều cho ta nói ngươi phủ nhận cũng không hề dùng bọn hắn đã xuống địa ngục nên luận đến ngươi mục phong vuốt ve trong tay cổ sát băng lãnh nói cái gì ngươi đem kiều gia diệt làm sao có thể kiều gia chủ thế nhưng là thiên phách cảnh giới bốn trọng thiên vương giả a à. chu vũ không dám tin khiếp sợ không thôi mục phong ngươi cũng dám công nhiên dẫn người đến ta chu tước chiến đoàn giết người ngươi đem ta chu anh đặt ở nơi nào mà lúc này chu anh băng lãnh nói kim gia vốn là cùng ta có thù ta giết bọn họ ăn thua gì tới ngươi không chỉ là kim gia chu vũ phái người mưu hại ta mục phong ta cũng muốn giết ngươi tốt nhất đừng cản ta ta không biết bởi vì ngươi là nữ nhân mà sẽ không đánh ngươi mục phong băng lãnh nói dũng cảm tiểu xúc sinh ngươi làm sao cùng chúng ta anh tỷ nói chuyện đâu một vừa chạy đến chu gia vương giả nhìn qua mục phong giận dữ hết Mục Phong nghe vậy ánh mắt phát lạnh nhìn về phía người kia, đôi mắt bên trong một cỗ cường đại huyễn lực oanh ra trong nháy mắt đánh vào người khác Linh Hải bên trong lập tức hóa thành một hồi luyện ngục chi hỏa vây quanh người này linh hồn. Người này kêu sợ hãi vội vàng điều động linh hồn lực phòng ngự bao khỏa linh hồn mà luyện ngục chi hỏa hóa thành một cái hỏa long gào thét oanh ra oanh phá người này linh hồn lực phòng ngự thiêu đốt linh hồn. A, à, người này đột nhiên kêu thảm thân thể cũng bốc cháy lên một cỗ hừng hực hỏa diễm người chung quanh quá sợ hãi sau đó người này ý thức tối sầm thân thể đã trực tiếp rơi xuống giữa không trung đã hôn mê hồn thể trọng thương. Ôn ào, mục phong đạm mạc nói, chu lực ngươi đối với hắn làm cái gì, những người khác biến sắc có người vội vàng ôm lấy ở bị huyễn thuật trọng thương kia chu ra vương giả. Ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn ta, mục phong ngón tay chu vũ nhìn qua chu anh lạnh lùng nói. Cuồng vọng chi đồ hôm nay ta muốn nhường ngươi có đến mà không có về cũng đúng lúc giúp kim hạo nguyệt đệ đệ báo thù. Chu Anh lạnh lẽo nói thể nội một cỗ đáng sợ chu viêm chân hỏa quét sạch mà ra cuồng bạo quét sạch mấy ngàn mét hư không mảnh này hư không đều hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa kia phần lực kinh khủng. Cái khác Chu gia vương giả Chu Tước chiến đoàn người nhanh lùi lại không dám dừng lại tại Chu Anh chân hỏa phạm vi. Chu Anh thế nhưng là hỏa ý chu viêm chân ý đều hóa cảnh ngày kiều phần lực đáng sợ tan kim đoạn sắt. Thôi được nghĩ người dạng này độc tâm phụ xà hạt mỹ nhân ta mục phong sao lại cần đem ngươi trở thành nữ nhân mục phong đạm mạc nói bước ra một bước lôi đình nhấp nhô giữa thiên địa phong lôi biến sắc lôi đình cuồn cuộn đáng sợ lôi đình khí thức lan tràn ra cái này chu anh thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi liền tu vi mà nói mạnh không mục phong cái gì bất quá chu anh đã có thể cũng bị vì giới này khảo hạch đệ tử giữa bầu trời kiều nhân vật thực lực xa không phải cùng cảnh người có thể so sánh nàng cũng là ba ý ngưng phách nhân vật thiên tài cực nóng hỏa vân cuồn cuộn lôi đình nguyên lực tại trong hư không tương hỗ đối bính hai người khí thế cũng không phải là bình thường cùng cảnh giới vương giả có thể so sánh Giết, Chu Anh một tiếng giết trước một bước hướng Mục Phong khởi sướng tiến công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1191, tùy tiện ngược đánh. Chu Anh thân thể khẽ động cuồn cuộn Chu Viêm chân hỏa cuốn tới nàng một chảo hướng Mục Phong chụp giết mà ra ngưng tụ thành một đạo to lớn Chu Tước lợi chảo hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Chu Tước cửu khấu, một chảo này có hơn 10 trượng lớn nhỏ phong mang sắc bén ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao phần lực một chảo giết tới muốn đem mục phong xé rách đốt cháy tại một chảo này bên trong. Bành, một chảo này xé rách tại mục phong phòng ngự hộ thể và kinh khí bên trên xé rách phòng ngự bất quá cũng bị phòng ngự năng lượng chấn vỡ chảo kinh bị lực kinh đánh sơ sát cuối cùng không có có thể thương tổn được mục phong. Ừm. Chu Anh nhướng mày nàng kia một chảo bên trong ẩn chứa hai cỗ chân ý lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ mục phong lực phòng ngự mà mục phong y nguyên chắp hai tay sau lưng còn không có xuất thủ bình tĩnh nhìn qua chu anh đôi mắt bên trong mang theo một tia khinh thường ngươi thử lại lần nữa một kích này chu anh gầm thét trong tay thêm ra một thanh khí thức kinh người màu đỏ linh kiếm linh kiếm này phát ra kinh người linh lực ba động là một thanh ngũ giai vương linh chi kiếm phát ra đáng sợ phần lực chu tước kiếm quyết thức thứ nhất chu anh thét dài cầm trong tay linh kiếm nguyên lực như hồng tràn vào một kiếm này bên trong một đạo kiếm mang màu đỏ thắm từ cửu thiên ngưng tụ đánh xuống chém tới mục phong một kiếm này bên trong hội tụ ba ý chi lực còn có linh kiếm uy năng lực công kích sao mà đáng sợ thậm chí siêu việt thiên phách cảnh giới ba trọng thiên vương giả một kích mà mục phong một tay khống lôi đình bát phương lôi đình chi lực ngưng tụ đồng thời một quyền sát phạt mà ra lôi đình gào thét phát ra sóng lớn vỗ bờ thanh âm hóa thành một đạo nói lôi lãng xung kích hướng một kiếm này trực tiếp băng diệt đạo này đỏ hoa kiếm quang quá yếu mục phong bình tĩnh nói người muốn chết chu tước kiếm quyết thức thứ hai Chu Anh Kiều giống huy động linh kiếm chung quanh Chu Viêm nguyên lực gào thét nhập trong kiếm linh kiếm phát ra một tiếng chấn thiên thét dài một kiếm giết ra hóa thành một cái kiếm khí ngưng tụ đốt nguyên lực ra chỉ Chu Tước. Cái này Chu Tước rất có hơn 10 trượng ẩn chứa đáng sợ kiếm khí phần lực uy năng thét dài ở giữa bạo sát hướng Mục Phong. Một kiếm này phảng phất có đốt núi nấu biển uy năng mỗi một sợi kiếm khí đều có thể đốt giết một nguyên tông cường giả. Thôi được nhiều ngươi nhìn xem ta kiếm, Mục Phong trong tay cổ sát lại lần nữa nổi lên lực kình lôi nguyên lực gào thét nhập kiếm còn có một cỗ cường hãn ngũ giai kiếm văn cũng tại cổ sát kiếm bên trong sen lẫn thành hình. Nhất kiếm tiêu lôi, bạch, một kiếm này ra bình thản không có gì lạ lại như cùng linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm một đạo cửu thiên tử sắc kiếm quang thần hóa theo nguyên lực bên trong ngưng tụ đánh xuống xé rách tại kia đánh tới chu tước kiếm khí phía trên, phốc phốc, đạo này chu tước kiếm khí tại đạo kiếm quang này trước mặt vậy mà trực tiếp bị một kiếm chém nứt thành hai nửa bạo tạc vỡ vụn vẫn không có có thể thương tổn được mục phong mảy may. Cái gì? Chu Anh sắc mặt đại biến nàng dạng này một kiếm thiên phách cảnh giới tam trọng thiên cường giả cũng không nhất định đỡ được cái này mục phong làm sao lại dễ dàng như thế liền đón lấy. Gia hỏa này thực lực thật mạnh Chu Anh một kiếm kêu uy lực cách xa như vậy ta đều có thể cảm giác được hắn vậy mà phong khinh vân đạm liền đón lấy. Có người vương giả sợ hãi thán phục nói lôi đoạn nhạc bọn người nhìn về phía mục phong ánh mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Người cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Mục phong đạm mạc nói hắn nói như là châm nhói nhói chu anh kiêu ngạo thiếu nữ tâm. Ta muốn giết ngươi, chu anh giết lên thể nội một cỗ ẩn chứa cường đại phần lực huyết mạch chi lực thức tỉnh thân thể trực tiếp đỏ quang đại thả khí thế tăng vọt đạt tới thiên phách cảnh giới tam trọng thiên địa bước nàng cả người càng là bốc cháy lên đáng sợ chu viêm chân hỏa thể nội một đạo thiên phách bắn ra hóa thành một cái to lớn chim hồng tước thiêu đốt cực nóng hỏa diễm người nàng trực tiếp tiến vào thiên phách bên trong cung cấp năng lượng chim hồng tước thét dài hóa thành một đạo xích hồng sắc to lớn hỏa diễm cột sáng đánh về phía mục phong một kích này uy lực nhưng so sánh vừa rồi cái khác chu gia vương giả sử dụng đi ra mạnh hơn nhiều uy năng đã có thể so với thiên phách cảnh giới bốn trọng thiên vương giả một kích ha ha lúc này mới có ý tứ mục phong cuồng tiếu một tiếng mà lúc này hắn vậy mà thu kiếm cũng không có sử dụng chính mình thiên phách hết dài một tiếng giữa không trung lôi đình nhấp nhô vô số lôi đình chi lực hội tụ nhập hắn trong thân thể lôi vương thể hấp thu vô số cuồng bạo lôi đình mà vô số cuồng bạo sức mạnh sấm xét vậy mà toàn bộ tràn vào mục phong thể nội sau hội tụ tại trong bàn tay hắn sen lẫn thành một đạo xoàn ốc lôi quang trong cơ thể hắn trong máu đầu khớp xương nguyên lực bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm xét đều tràn vào một kích này thần thông diệt thế lôi dương Mục Phong lãnh đạm nói trong tay hội tụ xoắn ốc lôi quang có hai trượng lớn nhỏ tựa như một vòng lôi đình giao hội thành hình mặt trời hóa thành một đạo lưu tinh oanh kích mà ra. Đây là vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện tới lôi vương chiến thể thời điểm thức tỉnh một môn thần thông. Đạo này lôi dương như là lưu tinh đánh vào kia đánh tới hỏa diễm cột sáng phía trên mấy chục mét đường kính chu viêm cột sáng vậy mà từng tấc từng tấc bạo tạc một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực theo lôi dương bộc phát đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng phạm vi mấy chục dặm tử sắc lôi đình quang mang càng là bao phủ chim hồng tước thiên phách vô số người chấn kinh nhìn qua một màn này nhìn qua tử sắc lôi đình chi lực tứ ngược mấy ngàn mét hư không phạm vi ai cũng có thể cảm giác được ra một kích này bên trong ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát. A, à, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên lôi quang bên trong chim hồng tước thiên phách vỡ vụn chu anh tại lôi quang bên trong kêu thảm xinh đẹp thân thể đều sắp bị oanh kích thành than cốc. Mục phong thu vô tận cuồng bạo lôi đình chi lực hư không trong nháy mắt trở nên phong khinh vân đạm một tay chụp vào chu anh cầm long kình quét sạch mà ra đem chu anh nắm trong tay. Chu Anh làn da trái đen phê đầu phát ra bị Mục Phong cầm nắm trong tay thất hồn lạc phách chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Tại Mục Phong trong tay chính mình vậy mà như thế tùy tiện liền bại. Chu Anh, Chu Anh tỷ, Chu Tước chiến đoàn người gầm thét lên tiếng từng cái không dám tin nhìn qua một màn này nhìn qua Chu Anh bị Mục Phong bắt lấy. Chu Anh như thế liền bại, vô số khảo hạch đệ tử nhìn xem một màn cũng là không dám tin rung động không thôi. Chu Anh thực lực tuyệt đối có thể xếp tất cả khảo hạch đệ tử 10 vị trí đầu bất quá tại mục phong trong tay lại là cảm giác một điểm sức phản kháng đều không có từ đầu đến đuôi đều bị đè lên đánh. Làm sao có thể Chu Anh tỷ thực lực vậy mà cũng không phải mục phong tiểu tử này đối thủ. Chu Vũ gặp một màn này sắc mặt trong nháy mắt bạch. Tiểu tử mau thả Chu Anh đoàn trưởng. Lập tức Chu Tước chiến đoàn bên trong Chu Anh hộ hoa sứ giả nhóm đều đứng ra từng cái nhìn qua Mục Phong giận dữ hết tất cả Chu gia vương giả cũng tế ra linh khí trợn mắt nhìn ép về phía Mục Phong muốn quần chiến sao, mục cuồng cười lạnh cùng chiến phong bên trong chín tên vương giả đứng ra. Ta nói qua ta muốn giết hắn các ngươi ai cũng ngăn không được ta đều tránh ra cho ta không phải nàng liền chết. Mục phong một tay nắm vuốt chu anh cổ lạnh lùng nói dọa đến chu vũ run lẩy bẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1192, đánh giết chu vũ. Ngươi dám giết ta sao, ta thế nhưng là chu gia đích truyền giết ta ngươi tất cả bằng hữu thân nhân đều muốn cho ta chôn cùng chu anh nhìn qua mục phong kiều giận dữ hết đôi mắt bên trong tất cả đều là khuất nhục ba mục phong trở tay một bàn tay đánh vào chu anh trên mặt chu anh kêu thảm một tiếng trong miệng răng đều bị mục phong một tát này cự lực đánh cho chóc ra ngươi tại khiêu chiến ta tính nhẫn nại cùng đảm phách sao mục phong nhìn qua chu anh băng lãnh nói con ngươi màu đỏ ngòm bên trong không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm sắc thái ngươi dám đánh ta chu anh sững sờ sau đó rít lên lên tiếng mục phong đưa tay lại là hai bàn tay đánh xuống ba ba tiếng vang triệt một phương vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua chu tước chiến đoàn vô số người gầm thét lên tiếng tức giận không thôi mà chu anh mặt đã bị mục phong ba bàn tay đập nát mặt cốt đều nhanh vỡ nát tên tiểu hỗn đản này đối nữ hài tử ra tay vẫn là ác như vậy nơi xa vô số người vây quanh bên trong cửu công chúa thác bạt oánh ngọc nhìn qua một màn này không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói nhớ ngày đó mục phong cũng là đánh như vậy nàng cái này ba bàn tay xuống dưới chu anh triệt để trung thực vậy mà ô ô khóc thành tiếng nói không ra lời một đôi mắt đoán độc vô cùng nhìn qua mục phong chu vũ hiện tại nên luận đến ngươi mục phong một tay bóp lấy chu anh cổ lạnh lùng nhìn về phía chu vũ mọi người nhanh lên cùng một chỗ giết hắn cùng một chỗ giết hắn a à cùng tiến lên a à. chu vũ hoảng sợ vội vàng hướng người chung quanh nói bất quá mọi người sắc mặt xanh xám lại là không có người nghe hắn không nói đến mục phong biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại mà lại chu anh còn tại mục phong trong tay làm áp chế Mục Phong lạnh lùng bay về phía Chu Vũ mà Chu Vũ hoảng sợ lui lại thấy không có người giúp hắn thân thể bộc phát nguyên quang vậy mà quay người trốn. Ngươi trốn được sao? Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo phía sau một trận lôi quang chấp động một đôi thanh màu đỏ phong lôi thiên xí ngưng sinh mà ra Mục Phong người càng là hóa thành một đạo thanh xích lưu quang phá không truy hướng Chu Vũ tốc độ nhanh chóng ở giữa không trung lưu lại một đạo thật dài thanh đỏ đuôi ảnh. Mục Phong người thật muốn giết ta sao? Ta thế nhưng là Chu gia đệ tử ngươi giết ta liền triệt để đắc tội Chu gia chu vũ gặp mục phong từ phía sau nhanh chóng đuổi theo dọa đến kém chút tam hồn thất phách ly thể hoảng sợ hét lớn muốn giết ta người mặc kệ người bối cảnh gì lai lịch ra sao ta mục phong không chút lưu tình đại thiên lôi thần ấn mục phong lạnh lùng nói đưa tay một đạo minh mông lôi đình cổ ấn ngưng tụ mang theo cuồng bạo tứ ngược lôi đình chi lực đánh về phía chu vũ chu vũ nổi giận gầm lên một tiếng một đao bổ ra đao quang xích mang sáng chói một đao chém giết tại lôi đình cổ in lên bất quá bị cuồng bạo chấn vỡ lôi đình cổ ấn đánh vào chu vũ thân thể Chu Vũ kêu thảm cuồng thổ máu tươi thân thể trực tiếp bị một ấn đánh bay rơi xuống hung hăng nện ở Chu Tước chiến đoàn một tòa lầu các bên trên đem lầu các oanh sập. Mục Phong thân thể rơi xuống nhìn qua phế tích trong cho bụi rẫy rựa bò lên Chu Vũ một chảo cầm ra Chu Vũ thân thể bị bắt long kình chộp tới bị trói buộc tại Mục Phong trong lòng bàn tay hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Buông tha ta buông tha ta ta đem ta tất cả linh thạch tài nguyên toàn bộ cho ngươi van cầu ngươi thả qua ta. Chu Vũ triệt để dọa phá tâm cảnh ngay trước vô số mặt người thúc thiết cầu xin tha thứ. Làm ngươi đối ta động sát thủ một khắc này ngươi liền đã không có mạng sống cơ hội chậm rãi trải nghiệm tử vong tiến đến sợ hãi a. À. Thanh niên lạnh lùng nói bàn tay bộc phát ra đáng sợ cự lực. Tạch tạch tạch, chu vũ cổ xương cổ cổ hỏng tại cỗ này kinh khủng cự lực phía dưới một chút xíu vỡ nát, chu vũ kêu thảm thanh âm càng ngày càng yếu trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Cái này tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng làm cho tất cả mọi người trong lòng vì đó phát lạnh. Chu ra các đệ tử càng là phẫn nộ biệt khuất không thôi. Bọn hắn thế nhưng là đến từ cấp cao nhất đại gia tộc bên trong vậy mà tại nơi này bị một người bước bách đến trơ mắt nhìn xem chính mình đồng tộc bị đánh giết tình trạng. Chu Vũ Tiếng kêu thảm thiết yếu xuống dưới đôi mắt chừng được nâng lên hắn cổ họng bị bóp nát kêu không ra tiếng. Bất quá Vương Cảnh cường giả cường đại sinh mệnh lực nhường hắn còn chưa chết hiện tại nếu là cứu thậm chí còn có thể cứu sống. Mục Phong nhẹ buông tay Chu Vũ thân thể rơi xuống đất hai tay của hắn ôm a à mình đã bị vỡ nát xương cốt cổ hai chân loạn đạp tại Mục Phong nhìn chăm chú phía dưới cảm thụ sinh cơ trôi qua tử vong tiến đến sợ hãi. Mà vô số người nhìn qua Chu Vũ chậm như vậy chậm chết đi trong lòng có chút phát lạnh. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc cái này ngoan nhân. Không ít người trong lòng dạng này đối chính mình nói nói. Chu Vũ rốt cục vẫn là không có sinh cơ linh hồn ly thể nguyền rủi nhục mạ Mục Phong bất quá cuối cùng vẫn bị cổ sát hút vào trong kiếm thôn phệ mà mục phong tay ném đi bị hắn bóp lấy cổ họng chu anh như là phá bao cắt bị mục phong nhét vào một bên khác lập tức có chu gia đệ tử đi cứu chu anh mục phong đời này ta chu anh nhất định sẽ giết ngươi chu anh nhìn qua mục phong thân ảnh giết lên quát mục phong bước chân dừng lại hờ hững cười một tiếng nói ta chờ bất quá lần tiếp theo ngươi tới giết ta ngươi hạ tràng sẽ cùng hắn đồng dạng mục phong một chỉ chu vũ thi thể chu vũ thi thể thiêu đốt mà lên hóa thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào mục phong trong thân thể Chu Anh nhìn qua Chu Vũ thi thể thiêu đốt biến thành bụi kình dọa đến có chút lui lại hai bước. Chờ chút, mà lúc này một thanh âm lại truyền tới một thân ảnh đứng ra nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói: "Cái này nhân thân tài khôi nhổ khuôn mặt anh tuấn người mặc một thân kim hoàng sắc tay áo áo choàng, chính là gia tộc Hiên Viên Hiên Viên Lãng, Mục Phong bọn người trông đi qua Mục Phong cau mày nói: "Có chuyện gì sao?" Không ít người nhìn qua Hiên Viên Lãng không biết Hiên Viên Lãng muốn làm gì. "Một năm trước đó ngươi là có hay không giết ta gia tộc Hiên Viên đệ tử?" cướp đoạt ta gia tộc hiên viên đệ tử tài vật hiên viên lãng nhìn qua mục phong lạnh lùng nói mục phong nghe vậy con ngươi nhíu lại nhìn sang hiên viên chiến đoàn bên trong hiên viên cương liệt hiên viên cương liệt cười lạnh không thôi là lại như thế nào mục phong bình tĩnh nói thật can đảm đem bọn hắn vây lại cho ta hiên viên lãng sầm mặt lại quát khẽ nói Bạch, 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 lập tức hơn 30 đạo cường đại thân ảnh chặn đường tại Mục Phong, bọn người phía trước vây chung quanh mỗi một người đều là thiên phách cảnh giới vương giả, mặc dù đều đột phá không lâu bất quá dù sao có được không tầm thường chiến lực. Mọi người gặp một màn này xôn xao chẳng lẽ Hiên Viên Lãng cũng phải cùng Mục Phong chiến một hồi sao? Đám người không khỏi mong đợi gia tộc Hiên Viên vẫn là sức chiến đấu kinh người nổi danh. Hiên Viên lãng càng là Hiên Viên ra dòng chính đã sớm đột phá Thiên Phách Cảnh giới bây giờ Tu Vi càng là Thiên Phách Cảnh giới tiểu thiên vị thể nguyên song Tu tuyệt đối không phải Chu Anh có thể so sánh. Cái này Mục Phong thật sự là một người chuyên gây hỏa a à vậy mà cùng Hiên Viên chiến đoàn cũng có khúc mắc. Có người không khỏi cảm thán nói, thật hy vọng Hiên Viên lãng cũng có thể cùng Mục Phong đánh một trận. Cũng có không sợ phiền phức lớn chỉ sợ thiên hạ bất loạn người chờ mong vô cùng. Ta thật là giết mấy cái gia tộc hiên viên đệ tử đoạt bọn hắn tài vật bất quá nguyên nhân cụ thể ngươi không muốn biết sao. Hiên viên cương liệt cút ra đây cho ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1193, giết người tan cuộc. Trong đám người hiên viên cương liệt nghe vậy sắc mặt âm trầm mục phong nhìn qua hiên viên lãng lạnh lùng nói, xem ra thủ hạ ngươi người không có đem tình hình thực tế toàn bộ nói cho ngươi a à, hiên viên cương liệt ngươi đi ra nói một chút đi, Hiên viên lãng nghe vậy nhìn về phía Hiên viên cương liệt Hiên viên cương liệt đứng ra âm thanh lạnh lùng nói: Mục Phong ngươi chính mình cũng thừa nhận giết chúng ta gia tộc Hiên viên đệ tử cướp chúng ta tài vật ngươi còn có cái gì dễ nói? Đồ vô sỉ ngươi còn không biết xấu hổ nói ngày đó nếu không phải là chúng ta xuất thủ cứu các ngươi các người đám kia Hiên viên gia đệ tử sớm đã bị ma lang tộc giết sạch nuốt được ra đều không thừa. Mục Cuồng một bụng lửa giận đi ra lãnh đạm nói: Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên viên lãng nhướng mày nghe được có chút hồ đồ âm thanh lạnh lùng nói. Lãng ca đừng nghe bọn họ nói mò chính là bọn hắn gặp tài khởi nghĩa. Hiên viên cương liệt phẫn nộ nói. Một phái nói bậy xem ra ngươi cũng quên ta tại trong thân thể ngươi lưu cái gì ly hỏa hồng liên lên. Mục phong lạnh lùng nói trong hai con ngươi thiêu đốt hai sợi xích kim sắc hỏa diễm mà hiên viên cương liệt thể nội một cỗ phần lực đột nhiên theo máu thịt bên trong sinh ra mà lên. A, à, Hiên Viên Cương Liệt một tiếng hét thảm thân thể bốc cháy lên một cỗ xích kim sắc hỏa diễm hắn dùng nguyên lực ngăn cản bất quá cỗ này hỏa diễm từ đầu đến cuối thiêu đốt tại hắn máu thịt bên trong hiên viên cương liệt đau đến lăn lộn đầy đất. "Dừng tay bỏng thật nóng a." À. Hiên Viên Cương Liệt kêu thảm những người khác gặp một màn này cũng là giật mình. "Ngươi đối với hắn làm cái gì?" Hiên Viên lãng âm thanh lạnh lùng nói. "Đừng nóng vội ta nhường hắn nói cho ngươi chân tướng sự thật hiên viên cương liệt ngươi nói là không nói thật." Mục Phong lạnh lùng nói. "Dừng tay ta nói ta nói." Thiên viên Cương Liệt kêu thảm nói Mục Phong lúc này mới dập tắt kim khoảng cách huyết hỏa. Thiên viên Cương Liệt e ngại vô cùng liếc mắt một cái Mục Phong thấp giọng nói, ngày đó chúng ta đi bắt giết Ma Lang tộc bị Ma Lang tộc vây công nhờ có Mục Phong bọn người xuất thủ cứu giúp chúng ta mới thoát ra bất quá về sau bởi vì hắn hội chúng ta gia tộc hiên viên công pháp vấn đề chúng ta hỏi thăm xong phương kích thích mâu thuẫn lúc này mới xảy ra chiến đấu. Nghe thấy sao, Mục Phong đạm mạc nói, hiên viên lãng sắc mặt khó coi chừng hiên viên cương liệt một chút ra hỏa này vậy mà không có cùng hắn hoàn toàn nói thật hắn sau đó lại nhìn phía mục cuồng nói vậy hắn hội ta gia tộc hiên viên bên trong bát hoang chiến quyền lại là chuyện gì xảy ra ta nói qua là lão sư ta hạo thiên lão sư truyền ta không phải ta học trộm mục cuồng lạnh lùng nói buồn cười hạo thiên lão tổ là tộc ta bên trong đỉnh cấp nhân vật ngươi được hắn chân truyền chúng ta gia tộc hiên viên làm sao chưa từng nghe qua ngươi hiên viên lãng cười lạnh một tiếng vậy ngươi nhưng nhận ra cái này mục cuồng xuất ra một đạo tử kim sắc lệnh phù. Cái này lệnh phù bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng linh hồn là một cái truyền âm lệnh phù bên trên khắc hiên viên hạo thiên bốn chữ còn có gia tộc hiên viên bên trong huy văn. Tử kim truyền âm phù đây là hạo thiên lão tổ đưa tin phù. Hiên viên lãng biến sắc kinh ngạc nói. Đây là lão sư lưu cho ta truyền âm liên hệ chi vật hơn 2 năm trước ta lịch luyện gặp phải lão sư hắn chỉ đạo ta một năm tu hành còn truyền ta môn quyền pháp này ngươi bây giờ tin sao? Mục cuồng hừ lạnh nói, chung quanh gia tộc hiên viên đệ tử nghe vậy không ngừng hâm mộ được hạo thiên lão tổ chỉ đạo gia hỏa này thật sự là có phúc lớn hạo thiên lão tổ thế nhưng là gia tộc hiên viên bên trong đỉnh cấp cường giả một trong đích truyền đệ tử đều không có mấy người có thể được đến hắn chỉ điểm cái này mục cuồng lại có cơ duyên gặp phải hạo thiên lão tổ đạt được chỉ điểm không ngất công quyền pháp bát hoang chiến quyền đều truyền cho mục cuồng bất quá bát hoang chiến quyền có ba thức thức thứ ba mới thật sự là thiên công quyền pháp uy lực kia một thức hiên viên hạo thiên còn không có truyền cho mục cuồng Hiên viên cương liệt sắc mặt cũng là đại biến gia hỏa này lại là hạo thiên lão tổ học sinh rất có thể sẽ còn được thu làm thân truyền đệ tử vậy sau này mục cuồng tại gia tộc hiên viên địa vị đây chẳng phải là so với hắn còn cao hơn mấy lần. Gia tộc hiên viên hơn trăm vạn tộc nhân mà lão tổ cứ như vậy mấy cái bọn hắn đệ tử địa vị tại gia tộc hiên viên bên trong thế nhưng là địa vị cực cao so với bình thường dòng chính đệ tử còn cao. Nguyên lai like đều là một hồi hiểu lầm vị huynh đài này xin hỏi kêu cái gì. Hiên viên lãng thu liếm hàn ý lộ ra vẻ tươi cười đối mục cuồng ôm quyền nói mục cuồng mục cuồng bình tĩnh nói nguyên lai like là mục cuồng huynh đệ việc ngày xưa đều là một hồi hiểu lầm về phần cái này hiên viên cương liệt ta trở về hội xử phạt hắn mục cuồng huynh đệ nếu là lão tổ học sinh cũng coi như ta nửa cái gia tộc hiên viên người về sau có thể tới chúng ta chiến đoàn nhiều thân cận hiên viên lãng cười nhạt nói mục cuồng sắc mặt bình tĩnh cũng không trả lời cái gì đối phương cũng bất quá là xác nhận hắn thật cùng bọn hắn trong tộc lão tổ có gặp nhau lúc này mới đột nhiên như thế thay đổi thái độ chúng ta đi Hiên viên lãng vung tay lên nói trông chờ mắt Mục Phong sau đó mang theo hiên viên cương liệt bọn người cùng hiên viên chiến đoàn người rời đi. Mục Phong mấy người cũng tại mọi người trong ánh mắt rời đi lưu lại một đám phấn nộ biệt khuất chu tước chiến đoàn người. Hôm nay bọn hắn chu tước chiến đoàn mặt thế nhưng là ném lớn bị Mục Phong một người ép tới không ngừng đầu được lên. Mà lôi đoạn nhạc Yến Tử Sơn mấy người cũng nhao nhao rời đi. Phong lâm chiến đoàn phong lâm hải đến bất quá phong lâm thiên vẫn không có tới một năm không thấy cái này mục phong thực lực cũng là như thế thâm bất khả chắc người nói hắn thực lực đến cùng đạt tới cái tình trạng gì. Tan cuộc thời điểm có khảo hạch đệ tử cùng đồng bạn nghị luận. Ta đoán chừng hắn thực lực chỉ sợ chỉ ở phong lâm thiên hiên viên lãng phía dưới lôi đoạn nhạc Yến Tử Sơn có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn. Không thể nào lôi đoạn nhạc Yến Tử Sơn thế nhưng là thiên phách cảnh giới tam trọng còn có hoàng giả huyết mạch lực lượng bạo phát thực lực có thể so với thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả thậm chí càng mạnh vừa rồi chu anh cũng bộc phát huyết mạch lực lượng một kích kia chỉ sợ cũng không kém thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả bất quá nàng còn không phải tại mục phong thủ hạ dễ dàng như thế bại trận hiên viên lãng thể nguyên song tu lực lượng cơ thể nguyên lực đều phi thường cường đại còn có gia tộc hiên viên chiến ký cộng thêm huyết mạch lực lượng ta nhìn hắn mới có thể ép mục phong một đầu còn có phong lâm thiên tu vi là trong mọi người cao thâm nhất không nói nghe nói hắn hóa cảnh chân ý đã tiểu thành có thể so với trên tu hành trăm năm nhân vật già cả hắn hẳn là cũng có thể ép mục phong một đầu mọi người nghị luận tan cuộc tại đại đa số người trong lòng mục phong thực lực đã chỉ ở hiên viên lãng phong lâm thiên phía dưới cái này thật chỉ là hắn thực lực chân chính sao gia hỏa này chỉ sợ mới là mạnh nhất một người a à. thạch chính hùng nghe những người khác thảo luận mục phong không bằng phong lâm thiên không khỏi cười lạnh mục phong một cái khác hình thái đã từng nghịch thiên trảm vương phong thái thế nhưng là còn lưu tại tất cả gặp qua một lần kia chiến đấu đại thương đệ tử trong lòng hôm nay bạo phát đi ra chỉ sợ còn không phải mục phong thực lực chân chính Bất quá coi như như thế hôm nay Mục Phong danh hào lại một lần nữa danh chấn Lâm Nguyên thành khảo hạch đệ tử bên trong đặc biệt là hắn thủ đoạn quyết đoán sát phạt quả đoán càng là lưu tại trong lòng tất cả mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1194, lần yếu sợ mạnh. Lâm Thiên Người xuất quan, Phong Lâm chiến đoàn bên trong một đạo thanh quang phóng lên tận trời sau đó rơi trên mặt đất hóa thành một đạo người mặc thanh sam thân ảnh. Người này một thân thanh sam tướng mạo bình thường không xem qua mắt cực kỳ có thần thái càng có một loại phiêu giật khí chất. Phong Lâm Hải tới có chút cung kính nói, ừm tu vi cùng chân ý có không ít tinh tiến. Phong Lâm Thiên từ tốn nói Phong Lâm Hải cũng phát hiện Phong Lâm Thiên khí tức càng phát ra thâm bất khả chắc. Đối người xuất quan trước hai ngày Mục Phong trở về, Phong Lâm Hải nói hai người đồng hành đi hướng đại sảnh. Mục Phong, Phong Lâm Thiên nghe vậy con người nhíu lại trong nháy mắt nhớ tới một năm trước cái kia chiến tích viễn siêu hắn thanh niên mặc dù bây giờ hắn chiến tích đã siêu việt mục phong quá nhiều bất quá từ nhỏ đến lớn đời này của hắn chuyện làm rất ít bị người vượt qua mà mục phong chiến tích lại là tại một lần kia siêu việt hắn một lần tu vi như thế nào hẳn là đột phá vương cảnh a phong lâm thiên đạm mặc hỏi không sai xác thực đột phá vương cảnh hơn nữa còn bước vào thiên phách cảnh giới nhị trọng thực lực rất cường hãn ngưng tụ không biết tên thiên phách trước hai ngày càng là giết vào chu tước chiến đoàn đem chu anh đều nhẹ nhõm đánh bại phong lâm hải trầm thấp nói có thể đánh bại chu anh Phong Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói, Chu Anh Tu Vi bây giờ tại thiên phách cảnh giới nhị trọng A à nàng thực lực tăng thêm nàng huyết mạch chi lực tìm thường thiên phách cảnh giới ba trọng thiên vương giả cũng không làm gì được nàng Mục Phong có thể đánh bại hắn thực lực có thể nhập giới này đệ tử bên trong 10 vị trí đầu liệt kê. Phong Lâm Thiên mặc dù kinh ngạc bất quá nhãn thần bên trong vẫn không có xuất hiện qua cái gì chấn kinh cùng ngưng trọng thần sắc nghĩ đến hắn cũng không có đem Chu Anh thực lực để ở trong mắt. Bất quá chu anh dù sao cũng là ngài trên danh nghĩa cùng chúng ta phong ra thông gia đệ tử là ngươi vị hôn thê nàng bị mục phong đánh chúng ta không cần ra tay giáo huấn một chút mục phong sao. Phong lâm hải hỏi, chu anh nữ nhân kia tâm cao khí ngạo mặc dù là ta trên danh nghĩa vị hôn thê bất quá ta cùng nàng cũng không có quá nhiều giao tình nàng đều không để văn cầu ta ta sao lại chủ động đi giúp nàng báo thù về phần mục phong hắn thực lực còn chưa có tư cách để cho ta chủ động xuất thủ đi giáo huấn hắn. Phong lâm thiên cười lạnh nói, Phong Lâm Hải nghe vậy không nói mà lúc này một Phong Lâm chiến đoàn đệ tử vội vàng tới đối hai người liền ôm quyền bẩm báo. Thiên ca Hải ca chu tước chiến đoàn chu anh cầu kiến. Hai người nhìn nhau Phong Lâm thiên cười khẽ nói, xem ra nữ nhân này chính mình vẫn là ngồi không yên nhường nàng tới gặp ta. Chiến Phong trang viên một chỗ tu luyện đại điện bên trong bạch tử dược mục cuồng mục phong bọn người hội tụ ở chỗ này. Mà tất cả mọi người nhìn qua mục phong ngay tại đứng tại dung lô trước khống chế huyết diễm luyện chế trong lò thần binh bất quá khống chế mục phong thân thể người lại không phải mục phong mà là hy nguyệt. Hồi lâu sau hy nguyệt dập tắt lô hỏa nguyên thần trở về tu la thần ngọc bên trong. Mục phong nguyên lực theo trong lò cầm ra một thanh trường kiếm lập tức một cỗ cường đại kiếm khí theo trong kiếm tỏa ra còn có một cỗ kinh người kiếm ý. Kiếm này toàn thân kim sắc dài năm thước tỏa ra ánh sáng lung linh phong mang sắc bén. Mục phong đem kiếm này cho bạch tử dược bạch tử dược vuốt ve chuôi kiếm này đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ yêu thích chuôi kiếm này là dùng người tinh huyết tăng thêm đông đảo linh quáng chế tạo ngũ giai thượng phẩm linh khí đối người nguyên lực phù hợp nhất bất quá kiếm này phẩm chất mặc dù đạt tới ngũ giai thượng phẩm bất quá bởi vì muốn làm dùng vì người bản mệnh linh kiếm trong kiếm không có phong ấn cường đại kiếm ý uy lực không đạt thượng phẩm kiếm này chúng kiếm ý về sau còn muốn dựa vào người chính mình đến ôn dưỡng mục phong cười nói bạch tử dược huy động một chút lấy chuôi linh kiếm kiếm nơi tay liền đã cùng chính mình có một loại huyết mạch tương liên cảm giác cực kỳ yêu thích ha ha hảo kiếm phong ca kiếm này tên gọi là gì Bạch tử dược cười hỏi, ngươi kiếm danh tự ngươi chính mình lấy đi, kia tốt về sau ta gọi ngươi đoạn thương về sau ta hy vọng kiếm này có thể cùng ta cùng một chỗ chặt đứt cái này thương khung đi theo phong ca trinh chiến chư thiên. Bạch tử dược cười nói, ha ha tử dược thật hâm mộ ngươi phong ca cũng còn không có luyện chế cho ta binh khí đây. Những người khác cười nói, phong ca, mà lúc này một chiến phong thành viên đệ tử tiến đến bẩm báo nói. Phong ca đây là phong lâm chiến đoàn phái người đưa tới chiến thư. Cái này chiến phong thành viên lấy tới một phong thư cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận xem xét nhíu mày. Đám người kinh nghi tương vọng Mục Cuồng Hiếu kỳ hỏi, phong ca ai xuống chiến thư A? Là phong lâm thiên, Mục Phong đạm mạc nói. Phong lâm thiên, cái kia danh xương giới này đệ tử thanh niên mạnh nhất phương giả ra hỏa. Đám người kinh ngạc không thôi. Hắn hẹn ta sau ba ngày cùng hắn một trận chiến. Mục Phong từ tốn nói trong tay thiêu đốt hỏa diễm hủy chiến thư, chúng ta đều đã bố cục tốt một cái lang nhân bộ lạc đang muốn thu lưới ra hỏa này khoảng thời gian này vậy mà hướng phong ca xuống chiến thư. Dược xuyên nhíu mày nói, ha ha ta lại không đáp ứng hắn tự nhiên không cần để ý tới hắn khiêu chiến chúng ta tiếp tục làm chúng ta. Mục phong cười nhạt mặc dù hắn có chút muốn gặp một lần cái này cái gọi là giới này vạn tượng thánh vực khảo hạch thứ nhất thanh niên vương giả bất quá hắn khảo hạch nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành trước không ở trên đây lãng phí tâm lực thể lực. Mà Phong Lâm Thiên hướng Mục Phong xuống chiến thư sự tình rất nhanh cũng truyền khắp toàn bộ Lâm Nguyên thành khảo hạch đệ tử trong vòng luẩn quẩn gây nên to lớn chấn động. Phong Lâm Thiên thực lực một mực bị cho rằng là giới này khảo hạch đệ tử bên trong mạnh nhất mà Mục Phong càng là hắc mã quật khởi từ không biết tên đến không ai không biết rất nhiều người đều rất chờ mong bọn hắn một trận chiến này bất quá khiến mọi người thất vọng là chiến phong vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại mà toàn bộ chiến phong còn rời đi lâm nguyên thành đâm đầu thẳng vào minh mông ma lang nguyên bên trong mục phong như cùng ở tại tránh né phong lâm thiên khiêu chiến chiến phong không trả lời cùng né tránh nhường rất nhiều người đều thất vọng vô cùng xem ra cái này mục phong mặc dù cuồng vọng bất quá cũng không dám cùng phong lâm thiên giao thủ a hắc hắc phong lâm thiên thực lực không thể nghi ngờ bất quá cái này mục phong vậy mà sợ chết đến cũng không dám tiếp chiến đây cũng là để cho người ta hơi kinh ngạc Ha ha, các người đây cũng không biết Ha Chu Anh tựa hồ cùng Phong Lâm Thiên có hôn ước mang theo trên danh nghĩa Chu Anh vẫn là Phong Lâm Thiên vị hôn thê Chu Anh bị Mục Phong như thế khi nhục Phong Lâm Thiên nếu là khiêu chiến Mục Phong chắc chắn sẽ không cho Mục Phong đường sống. Thì ra là thế, xem ra cái này Mục Phong cuối cùng cũng chỉ là một cái lần yếu sợ mạnh người. Đối với Mục Phong cùng chiến Phong biến mất nhường vô số người đều tưởng rằng trốn tránh né tránh không ít người đối Mục Phong thất vọng không thôi trắng trợn mỉa mai. Chu tước chiến đoàn người càng là tuyên bố mục phong lấn yếu sợ mạnh nhục mạ mục phong thanh danh mà mục phong thanh danh dần dần tại khảo hạch trong vòng luẩn quẩn cũng thối không ít người nói hắn chỉ dám giết người nhỏ yếu lập uy không dám đối mặt cường địch. Mà đối với những này ngôn luận mục phong không biết cũng không biết để ý tới chính mình mang theo chiến phong người đi vào ma lang nguyên bên trên bắt đầu săn giết ma lang tộc nhân kiếm lấy chiến công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1195, một người đồ diệt. Tháp phong bộ lạc, đã ở vào Ma Lang Nguyên biên giới lệch chỗ sâu một tòa bộ lạc, tiếp cận nhân tộc địa vực vạn dặm Ma Lang Nguyên bộ lạc, đều thuộc về biên giới hóa một chút bộ lạc. Vạn dặm về sau, đó mới là chính chân chính Ma Lang nhân tộc mảng lớn hội tụ thổ địa, động một tí chính là hơn trăm vạn Ma Lang nhân bộ lạc, hơn trăm triệu Ma Lang tộc quốc phủ. Biên giới khu vực, bốn ngàn dặm chỗ sâu, tháp phong bộ lạc vào chỗ tại đây. Tháp phong bộ lạc, một cái cũng có được hơn hai vạn ma lang nhân bộ lạc, bộ lạc bên trong càng có ba tên ma lang vương người, cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong, dù sao cỡ lớn một cái ma lang nhân bộ lạc. Giữa không chung, một thân ảnh hóa thành một đạo như thiểm điện phá không mà đến, dáng lâm tại cái này bộ lạc lên trên trời. Người tới một đầu tóc bạc, người mặc màu đen huyền văn cẩm bào, nhìn qua hai mươi tuổi ra mặt tả hiếu, mày kiếm tinh mâu huyết đồng lỗ, vần quanh từng sợi lôi đình nguyên lực, đứng tại trên không ngàn mét chi cao nhìn qua nơi xa phía dưới tháp phong bộ lạc. Thanh niên vươn bàn tay trắng noán, thể nội, lôi vương nguyên đan bên trong, nguyên đan chuyển động, vạn kiếp lôi thần quyết công pháp vận chuyển, từng sợi lôi đình chi lực theo hắn thân thể bên trong tản ra. Âm ầm, dần dần, tháp phong bộ lạc trên không, vang lên cuồng bão anh minh lôi đình thanh âm, trong vòng phương viên mười mấy dặm lôi đình chi lực dần dần tụ đến, ở trên không bên trong, tạo thành từng đoàn từng đoàn thật dày lôi tích vân. Vô số ma lang nhân ngẩng đầu nhìn phía hư không, đáng chết, trời muốn mưa sao ghét nhất trời mưa xét đánh thời tiết không ít ma lang nhân nghị luận ầm ý, chửi mắng thời tiết này giang giác đột nhiên một tiếng xét nổ vang âm thanh sau đó chỉ gặp lôi tích phân bên trong một đạo cuồng bạo tử sắc sấm chấp từ trên trời giáng xuống đạo này thiểm điện bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực đã đạt đến vương lôi trình độ có mười mấy mét đường kính thô theo mấy ngàn mét trong hư không bổ xuống đạo này sấm chấp tốc độ nhanh chóng biết bao oanh kích rơi xuống chém vào ma lang nhân bộ lạc bên trong phiên chợ bên trên. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc cuồng bạo lôi đình tiếng động, lôi đình bạo tứ ngược mà ra, đáng sợ lôi đình chi lực bao phủ phương viên mấy chục mét, mấy chục mét phạm vi bên trong hơn 10 tên ma lang nhân kêu thảm ở giữa, tại cái này lôi đình bên trong bị oanh kích thành cho tàn. Mà chung quanh người ở ngoài xa đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Giang giác, giang giác, thế nhưng là sau đó, giữa không chung, lôi vân lăn lột, một đạo lại một đạo sấm chớp oanh kích rơi xuống, tiếng sấm quanh quẩn tại toàn bộ bộ lạc trên không. A, à, không, mấy trăm đạo sấm chấp liên tiếp không ngừng từ giữa không trung hướng cái này ma lang bộ lạc đánh xuống, vô số lang nhân kêu thảm, vẫn lạc tại lôi đình bên trong. Chuyện gì xảy ra, gầm lên giận giữ tiếng vang lên, chỉ gặp ba đạo thân ảnh, bay lên trời cao, nhìn qua trên không trung hội tụ lôi vân, sắc mặt đại biến. Không tốt, đây không phải phổ thông lôi đình, là lôi tu triệu hoán đến lôi đình, có người đang đánh lén chúng ta bộ lạc. Một ma lang vương giận dữ hết, hắn linh thức trong nháy mắt phóng thích mà ra, rất nhanh, phát hiện nơi xa trong lôi vân mục phong. Đánh nát lôi vân, ta đi giết tiểu tử kia, một người mặc màu đen da hổ khôi ngô lang vương giận dữ hết, chính là tháp phong lang vương. Cái khác hai tên lang vương nghe vậy hội tụ cuồng bạo ma nguyên lực, oanh sát ra từng đạo ma quang đánh về phía bầu trời lôi vân, đem lôi vân từng mảnh từng mảnh đánh nát. Bất quá phía dưới tháp phong bộ lạc, đã tổn thất nghiêm trọng, không hạ bảy, tám ngàn tên lang nhân vẫn lạc tại vừa rồi đánh rất mấy trăm lôi đình bên trong. Nhân loại ti bỉ, cũng dám đến đánh lén ta tháp phong bộ lạc, chết. Tháp phong lang vương gầm thét, trong tay huy động một thanh như là bạch cốt chế tạo loan đao, một đao bổ ra, biến thành một đạo ánh đao màu đen xé rách hướng về phía mục phong, ma khí cuồn cuộn. Cái này tháp phong lang vương, cũng là một thiên phách cảnh giới tam trọng tiểu thiên vị ma lang vương, thực lực mạnh mẽ, tại cái này ma khí lượn lờ ma nguyên bên trên, thực lực gần nhau nhân tộc tứ trọng thiên thiên phách vương giả, thanh niên trực tiếp đưa tay ra, bàn tay trắng noãn lượn lờ lôi đình chi quang, hiển hiện từng mảnh từng mảnh máu vảy, nắm thành quả đấm, vậy mà trực tiếp một quyền tay không đánh phía cái này bổ tới đao quang. Răng rác, nắm đấm cuồng bạo đánh vào đao mang, đao mang răng rác một tiếng vỡ vụn, lại bị mục phong một quyền tay không đánh nát. Cái gì, tháp phong lang vương quá sợ hãi, sau đó hét dài một tiếng, cuồn cuộn ma nguyên lực đều hội tụ hướng về phía thân thể của hắn, tràn vào trong đao. Ma Lang Nguyệt, Tháp Phong Lang Vương gầm thét phun ra đạo này, ma nguyên lực ngưng tụ biến thành một vòng màu đen ma nguyệt, ẩn chứa kinh người ma khí cùng đạo ý hướng Mục Phong đánh tới, hư không đều cắt chém ra một cái nhàn nhạt, nhạt hắc tuyến. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong một tay gánh vác, lật tay ở giữa ngưng tụ một đạo phần lôi cuồn cuộn xích hồng sắc lôi thần ấn, hạ lôi biến chân ý phun trào, đánh về phía một đạo kia, trực tiếp đem Tháp Phong Lang Vương ma nguyệt đánh nát. Tại sao có thể như vậy? Tháp Phong Lang Vương hoảng hốt, hắn mỗi một đạo công kích đều bị thanh niên tùy tiện ở giữa liền chặn lại. Không cùng ngươi lại nhảy cả ngày, Mục Phong từ tốn nói, sau lưng, một đạo to lớn huyết sắc thiên phách ngưng tụ mà ra, Mục Phong trên người nguyên lực, cũng biến thành huyết hồng sắc. Mục Phong sau lưng, một đạo cao mười trượng, quay thân huyết sắc hai cánh, đầu sinh thẳng kiếm sừng thú hất lên huyết phát phiến cổ ma thần thân ảnh hiển hiện. hiện. Tu la thiên phách, ta không tin, đánh không lại ngươi, ma lang thiên phách. Tháp phong gầm thét, thể nội ma nguyên lực phun trào, ngưng tụ thành một đầu 10 trượng màu đen cự lang, cự lang gào thét, xung kích hướng về phía mục phong. Trong miệng thốt ra một đạo cuồng bạo trùng sáng màu đen. Thân phách hợp nhất, hóa thành tu la mục phong, thân thể biến thành một đạo huyết quang, xuất vào tu la thiên phách bên trong. Tu la thiên phách gầm thét, trong hai con người trong nháy mắt nhiều linh động chi sắc, trong tay hắn, nổi lên một thanh to lớn huyết kiếm, phía sau hai cánh chấn động, thân thể biến thành một đạo huyết sắc kiếm quang bắn ra, phách chảm hướng về phía ma lang thiên phách. Oanh! nổ vang một tiếng, kiều anh tới hắc sắc ma quang bị đánh nát, kiếm quang xẹt qua ma lang thiên phách, ma lang thiên phách bịch một tiếng vỡ vụn. Sau đó, đạo này sáng chói huyết sắc kiếm hoa lại xung kích qua tháp phong lang vương cao hơn 2 mét thân thể. Phốc phốc, tháp phong lang vương thân thể trực tiếp bị xé nứt hai nửa, biến thành huyết diễm thiêu đốt. Vương, hai gã khác ma lang vương gầm thét, không dám tin. Mà lúc này, tù la thiên phách lại bay về phía hai người, huy kiếm phách chảm mà ra, hai người gầm thét ninh tiếp, lang nhân, chỉ có chiến tử, còn không có sợ chết. Bạch, bạch, hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xẹt qua, hai người thật dày lực phòng ngự trực tiếp bị đánh mặc, thân thể bị xé nứt thành hai nửa, thiêu đốt huyết diễm. Ma lang tộc, là chiến đấu chủng tộc, kia Atula, trời sinh vì chiến mà sinh. Vương A, không, xé rách nó, vô số ma lang chiến sĩ gầm thét. Mấy ngàn tên linh hải nguyên tông cảnh giới ma lang chiến sĩ không sợ chết sông lên bầu trời, thẳng hướng cái này hình thể to lớn tu la thiên phách, vô số nguyên lực công kích đánh tới, phun trào cuồng bạo ma nguyên lực hội tụ vào một chỗ, thiên phách cảnh giới vương giả đều tâm sợ, tại loại công kích này dưới, vương giả ngạnh kháng cũng biết hóa thành bụi phấn yên diệt, dù sao cũng là mấy ngàn tên linh hải cảnh giới ma lang nhân đồng thời công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1196, không dám ứng chiến. Kiến nhiều cắn chết giống như, nhiều như vậy ma lang chiến sĩ cuồng bạo oanh kích, Mục Phong cũng không dám ngạnh kháng, chấn động hai cánh, né tránh nhào tới trước mặt cuồng bạo công kích cùng ma nguyên lực. Né tránh cái này một đợt công kích, thân hóa tu la thiên phách Mục Phong, thân thể lại trở về mà vào, trực tiếp biến thành một đạo huyết sắc hỏa diễm lưu quang xung kích vào ma lang chiến sĩ trong đám. Hắn nhục thể cường đại dường nào, bây giờ lại biến thành cao hơn 30 mét tu la cự nhân, thân thể đánh vào ma lang chiến sĩ trong đám, vô số tiếng hét thảm vang lên, không dưới trăm người bị cuồng bạo nhục thể lực trùng kích lượng nghiền ép va chạm bạo tạc, chân cụt tay đứt phun tung tóe khắp nơi ném vung thân thể to lớn hóa mục phong một kiếm bổ ra cổ sát kiếm cũng thay đổi thành bảy tám trượng lớn nhỏ một đạo trăm mét huyết mang giết vào lang nhân trong đám hơn trăm người bị một kiếm xé rách đánh giết giống cũng có thật nhiều ma lang chiến sĩ gầm thét đánh vào mục phong thiên phách thân thể bất quá bọn hắn công kích đã không có thành tựu chỉ có thể ở tu la thiên phách trên thân thể lưu lại nhàn nhạt ấn ký mục phong đấm ra một quyền to lớn nắm đấm bên trong xung kích ra cuồng bạo huyết sắc quyền lãng đánh ra mà ra, 300 đạo quyền lãng oanh minh, bị cuốn vào quyền lãng bên trong mấy trăm tên lang nhân chiến sĩ trực tiếp bị đánh nổ, huyết chi chân ý quét sạch mà ra, những này lang nhân trực tiếp biến thành huyết hỏa thiêu đốt. Ngạo ô, phía dưới bộ lạc bên trong, hơn vạn thành niên ma lang nhân gào lên đau xót, từng cái chân đạp đại địa, thân thể cũng bạo sông mà lên, toàn bộ thẳng hướng mục phong. Một trận chiến này, diệt đến huyết hải lăn lộn trên bầu trời, tàn phá thi thể khối vụn, như là trời mưa không ngừng rơi xuống máu tươi phun vung trời cao hơn một canh giờ về sau một tên sau cùng lang nhân chiến tử toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh rơi vào đại địa bên trên thân thể của hắn bên trong cũng nứt ra từng đạo vết máu hắn một người giết bảy ngàn lang nhân chiến sĩ ba tên lang vương hơn một vạn phổ thông ma lang nhân một người một trận chiến đồ diệt hơn hai vạn ma lang nhân thiên phách cảnh giới vương giả được xưng là một đấu một vạn không phải là không có đạo lý tháp phong bộ lạc, mùi máu tươi truyền khắp tứ phương, bộ lạc bên trong, bị nuôi nấng nhân tộc nhóm, từng cái gây gây phát run nhìn phía đạo thân ảnh kia. Hắn một người, vậy mà liền diệt toàn bộ vô số trong mắt bọn hắn không thể chiến thắng ma lang nhân. Mà mục phong, toàn thân huyết sắc lang yên cuồn cuộn, hắn tại thể ngộ, dư vị trước đó một trận chiến, đồng thời cũng đang khôi phục nguyên lực. Mà hắn chiến bài bên trong, bây giờ đã có hơn 8 vạn chiến tích điểm tích lũy, còn thiếu hơn một vạn chiến tích, hai viên ma lang vương ma đan, Hắn liền có thể hoàn thành cơ bản khảo hạch nhiệm vụ. Sau nửa canh giờ, Mục Phong khôi phục huyết nguyên lực, đứng lên. Tại đến hai trận chiến đấu như vậy, ta huyết chi chân ý hẳn là có thể bước vào hóa thành tiểu thành. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, tu la là chiến đấu chủng tộc, huyết chi chân ý thuộc về chiến đấu sát lục chi đạo, chiến đấu, giết chóc là cảm mộ tu hành huyết chi chân ý nhanh nhất phương thức. Một kiếm bổ ra song sắt, Mục Phong cũng không cùng những người này nói nhảm, một cỗ nguyên lực bao khỏa bên trên mấy ngàn người tộc kéo lấy hơn mấy ngàn người bay lên giữa không trung, bay chạy trở về. Mục phong độc hành chiến đấu, mà cái khác chiến phong thành viên kết bạn mà đi, lấy tôi luyện tu hành làm mục đích, săn giết ma lang tộc nhân, đồng thời kiếm lấy chiến tích. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là ba tháng thời gian trôi qua. Lâm Nguyên Thành bên trong, phong lâm thiên muốn khiêu chiến mục phong tin tức đã thả ra ba tháng, bất quá mục phong, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mục phong lần yếu sợ mạnh thanh danh, tại người chu gia tuyên truyền phía dưới đã là truyền khắp toàn bộ Lâm Nguyên Thành. Mặt trời chiều ngã về Tây, một thân ảnh, thân bị một thanh pha tạp cổ kiếm, như là một khổ hạnh tăng, đi chân trần hành tẩu tại Ma Lang Nguyên bên trên. Có đánh lén ma thú của hắn, bị hắn đưa tay ngưng tụ một đạo kiếm mang liền có thể đánh giết. Người này tự nhiên là Mục Phong, ba tháng này thời gian, hắn không có tu hành rất tận lực tu hành nguyên lực, công lực tăng trưởng không nhiều, càng nhiều tâm tư, đều tiêu vào chân ý bên trên tu hành. Hắn huyết chi chân ý, đã bước vào hóa cảnh tiểu thành, kiếm chi chân ý, đồng dạng là đã bước vào hóa cảnh tiểu thành, lôi chi chân ý tiểu thành. Tu luyện một đường, nguyên lực làm cơ sở, mà tu hành đạo pháp là đột phá cảnh giới nước cờ đầu. Trong truyền thuyết, thiên anh cảnh giới vương giả, muốn đột phá đến cảnh giới kia, người sớm giác ngộ điều kiện chính là chân ý thông huyền, nắm giữ một tia thiên địa pháp tác lực lượng. Rất nhiều vương giả, tu hành cả đời, nguyên lực tu vi đã đạt đến đỉnh phong, bất quá chỉ là không cách nào đột phá chính là đạo pháp bên trên tu hành không tới nơi tới chốn chân ý không thông huyền, không vào thiên anh cảnh. Mà Mục Phong bên hông chiến bài bên trên chiến công, đã đạt đến 18 vạn con số kinh người, chết ở trong tay hắn ma lang vương đều không hạ 15 vị, tu la thần ngọc bên trong, tích lũy kinh người huyết khí. Là thời điểm tìm một cơ hội trở về, đem chu vũ vương chiều mọi người tiếp đến nơi này. Mục Phong thì thảo nói, đi ra hơn 2 năm, cũng không biết, hắn tại chu vũ vương chiều dưới trướng mọi người, bây giờ là thế nào có một ít sự tình hắn cũng nên trở về xử lý sạch sẽ mà khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có thời gian một năm rưỡi trong khoảng thời gian này hắn có thể làm rất nhiều chuyện tu hành chỉ là nhân sinh bên trong một bộ phận không phải toàn bộ tu hành mục đích chỉ là vì càng đặc sắc nhân sinh người bình thường cũng thế cố gắng kiếm tiền công việc là vì càng đặc sắc sinh hoạt mà không phải vì kiếm tiền mà sinh hoạt mục phong trở về lâm nguyên thành không ít đi ngang qua người nhìn qua mục phong thân ảnh đều ném một tia vẻ khinh thường. Đây không phải mục phong sao, hắn né hơn ba tháng, rốt cục dám trở về rồi sao? Hắc hắc, chắc hẳn hắn coi là, phong lâm thiên đã quên đi đối với hắn khiêu chiến A. Thật sự là không có loại A, trước kia ta cho là hắn là cái nhân vật, là tên hắn tử, không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái lần yếu sợ mạnh hạng người. Chỉ dám so sánh hắn yếu người đùa nghịch uy phong, không ít lui tới tu sĩ đối cái này mục phong chỉ trỏ, nghị luận nói. Mục phong tai mắt sao mà tốt, những người này ngôn luận đều đã rơi vào trong tai của hắn mục phong sắc mặt bình tĩnh tâm cảnh cũng là bình thường hắn cũng đại khái đoán được hẳn là hắn tiến vào ma lang nguyên tu hành bị người ta tưởng lầm là tránh né sợ chiến đi phong lâm thiên mục phong thật đúng là không có để ở trong lòng qua nha đây không phải mục phong sao người bỏ được trở về mà lúc này một đạo mang theo mỉa mai thanh âm truyền đến một đám thân ảnh đi qua trông thấy mục phong dừng bước cười lạnh đám người này đều là chu tước chiến đoàn người, trong đó một tên chu gia vương giả, còn bị Mục Phong hôm đó giáo huấn qua, tên chu tân. Mục Phong, người đi ma lang nguyên né hơn ba tháng, rốt cuộc dám trở về. Chu Tân nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Mục Phong lạnh lùng nói, Chu Tân nghe vậy sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói, cũng thế, người cũng chỉ dám ở trước mặt chúng ta uy phong uy phong, phong lâm thiên muốn khiêu chiến ngươi, ngươi làm sao không dám ứng chiến đâu. Mục Phong nghe vậy cười, nói, không dám ứng chiến. Hắn Phong Lâm Thiên cho là hắn là ai, hắn muốn chiến, ta Mục Phong liền muốn cùng hắn chiến. Các người đầu có hố A, à, thật can đảm, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1197, khiêu chiến mạnh nhất. Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, tốt một cái hắn cho là hắn là ai, kia Mục Phong, người cho rằng ngươi là ai một thân ảnh dẫn một đám người ngựa tới người kia cười lạnh nói mục phong nhìn phía cái này người nói chuyện cái này nhân thân mặc một thân thanh sam khuôn mặt anh tuấn dáng người thon dài người tới chính là phong lâm hải phong lâm chiến đoàn bên trong cường giả phong lâm thiên đường ca mục phong đừng tưởng rằng đánh bại chu anh ngươi liền không coi ai ra gì tại giới này khảo hạch đệ tử bên trong có phong lâm thiên tại ngươi liền một ngày lật không được gợn sóng phong lâm hải nhìn qua mục phong lạnh lùng nói Phong Lâm Thiên, hắn rất mạnh sao, để cho ta Mục Phong lật không được gợn sóng, hắn không có bản sự kia. Mục Phong cười lạnh, lắc đầu, trực tiếp rời đi. Đồ hèn nhát, người có bản lĩnh nói mạnh miệng, có dám hay không đón lấy Phong Lâm Thiên khiêu chiến. Phong Lâm Hải lãnh thanh nói, nói cho Phong Lâm Thiên, sau ba ngày, ta Mục Phong cùng hắn quyết chiến Tây ngoài thành. Mục Phong đạm mạc nói, hắn không xuất thủ, thế nhân thật đúng là cho là hắn sợ cái gì Phong Lâm Thiên không thành. Tốt, Phong Lâm Hải cười lạnh, Mục Phong trở về chiến phong địa chỉ, rất nhanh, Mục Phong đáp ứng Phong Lâm Thiên chuyện khiêu chiến, truyền khắp toàn bộ Lâm Nguyên Thành bên trong, lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. Cái gì? Mục Phong đáp ứng Phong Lâm Thiên khiêu chiến. Không sai, ngay tại sau 3 ngày, thành Tây bên ngoài, đến lúc đó nhất định phải đi nhìn a. Ai? Mục Phong tên chết nhất này, tránh né sợ chiến hơn 3 tháng, làm sao lập tức đã nghĩ thông suốt đáp ứng Phong Lâm Thiên khiêu chiến? Ai biết được, có lẽ là nhẫn nhịn không được cái này lần yếu sợ mạnh danh tiếng A. Ha ha, bất quá lần này có trò hay có thể nhìn, người khác dù nói thế nào mục phong lần yếu sợ mạnh, bất quá hắn thực lực còn tại đó, cùng phong lâm thiên tất nhiên sẽ có một hồi đặc sắc chiến đấu. Ừm, bất quá ta tin tưởng, mục phong thực lực khẳng định không bằng phong lâm thiên. Ha ha, kia là tự nhiên, phong gia thiên cương phong quyết, thế nhưng là vạn tượng thánh vực bên trong đỉnh cấp công pháp, phong lâm thiên lại là phong gia dòng chính truyền nhân, có được phong hoàng huyết mạch, nắm giữ thần thông đều không phải số ít, Mục Phong làm sao có thể là đối thủ. Lần này đối chiến tin tức, trong nháy mắt làm cho cả Lâm Nguyên Thành trong giới tu hành đều náo nhiệt lên. Chiến phong chiến đoàn bên trong, phong ca, người rốt cục trở về, người không biết, mấy cái này thời gian, những cái kia cháu con rùa mà đều là làm sao truyền cho ngươi, nói ngươi lần yếu sợ mạnh, mụ nội nó, ngươi nếu là vẫn chưa trở lại, ta đều muốn nhịn không được ra ngoài trước thay ngươi đem phong lâm thiên kia thẳng danh con thu dọn một trận. Mục cuồng tức giận nói, Nghe người khác nhục mạ Mục Phong lấn yếu sợ mạnh, Mục Cuồng trong lòng so Mục Phong còn biệt khuất. Lấn yếu sợ mạnh, ha ha, coi như ta Mục Phong là cái loại người này, Phong Lâm Thiên trong mắt ta, có có thể được cho cái gì cứng rắn. Mục Phong lắc đầu cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ba ngày sau, nên làm cho tất cả mọi người minh bạch, lần này đệ tử bên trong, ai mới là chân chính tân nhân vương người. Bạch tử dược âm thanh lạnh lùng nói, ba ngày thời gian, tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới đến mà một ngày này lâm nguyên thành bên trong mấy chục vạn người tu hành toàn bộ hội tụ hướng về phía lâm nguyên thành thành tây bên ngoài vô số bóng người chen trúc tại thiên không đại địa bên trên người nói hôm nay mục phong cùng phong lâm thiên một trận chiến ai sẽ thắng ai sẽ phụ có tu sĩ nghị luận đây còn phải nói tự nhiên là phong lâm thiên mục phong thực lực hoàn toàn chính xác cũng mạnh bất quá đoán chừng cũng liền nhiều nhất nhập giới này đệ tử bên trong danh sách năm vị trí đầu phong lâm thiên thực lực thế nhưng là hiên viên lãng lôi đoạn nhạc bọn hắn đều nghiệm chứng qua hắc hắc lời tuy như thế bất quá mục phong đã dám ứng chiến tất nhiên cũng có hắn nắm chắc a à. mục phong quyết đấu phong lâm thiên không tinh sòng bạc đánh cược mọi người mau tới đặt cược a à. mặt trời mới mọc dần dần theo đông phương thiên tế dâng lên một vòng vàng rực vẩy vào thiên địa một đám người từ đằng xa trong thành bay tới trùng trùng điệp điệp có hai ngàn người tới nhiều khí thế bàng bạc trước phương người cầm đầu người mặc quần áo màu xanh khuôn mặt phổ thông bất quá thật là cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, phảng phất tùy thời có thể hóa phong mà đi. Mau nhìn, phong lâm thiên tới, tốt có khí chất tốt có phong phạm A, phong lâm thiên, phong lâm thiên. Đám người kinh hô, có không ít nữ tu sĩ thét lên lên tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ ái mộ. Sau đó, chu tước chiến đoàn, bắc yên chiến đoàn, lôi đình chiến đoàn, những này lớn chiến đoàn tụ đến. Mà chiến phong người đồng dạng chạy đến, so sánh những cái kia đại chiến đoàn, chiến phong người có vẻ hơi thưa thớt, chỉ có hơn 300 người, mặc dù thực lực không tầm thường, tăng thêm mục phong, bây giờ chiến phong cũng có 10 tên vương giả nhân vật, bất quá so với cái khác mấy đại chiến đoàn người, chiến phong thế lực vẫn là lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Mục phong, chu anh con người gắt gao ngóng nhìn hướng về phía mục phong, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là oán độc cùng cừu hận thần sắc. Mục phong, phong lâm thiên, cũng rốt cuộc chính thức chạm mặt. Vô số nhân vọng hướng về phía hai người thân ảnh, chỉ thấy hai người đều đi tới riêng phần mình chiến đoàn, đi tới thành tây bên ngoài rộng lớn bình nguyên bên trên mục phong phong lâm thiên hai người riêng phần mình gọi một tiếng cách xa nhau xa vài trăm thước cuộc khiêu chiến này ngươi để ta chờ quá lâu phong lâm thiên bình thản nói ta nhưng không có đáp ứng ngươi cái gì mục phong lạnh lùng nói ngươi có biết chu anh là vị hôn thê của ta phong lâm thiên bình tĩnh như trước nói thì tính sao nàng chu ra chọc ta còn không thể cho phép ta trả thù mục phong cười lạnh đó là ngươi sự tình Bất quá, đã ngươi đánh nàng, cái mặt này, ta làm sao cũng muốn thay nàng tìm về, nếu như ngươi có thể tự đoạn một tay, hướng nàng quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha mệnh của ngươi." Phong Lâm Thiên đương nhiên nói. "Ha ha ha ha, Phong Lâm Thiên a, à, Phong Lâm Thiên, cũng không biết, ai cho ngươi dạng này kiêu ngạo vốn liếng, ngươi là đắm chìm trong người khác cho ngươi mang cái gì thứ nhất cường giả thanh niên quang hoàn bên trong quá lâu sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, không ngại nói cho ngươi, ngươi, ta Mục Phong chưa từng có để ở trong mắt qua." Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, nhìn qua Phong Lâm Thiên mỉa mai không thôi, con hàng này thật sự là cho là hắn chính mình là giới này mạnh nhất rồi. Phong Lâm Thiên trong mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, Phong Lâm chiến đoàn, cùng Phong ra các đệ tử càng là gầm thét không thôi. Thiên ca, xé nát hắn. Không sai, thiên ca, nhưng tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Giết hắn thiên ca, phong lâm chiến đoàn người gầm thét liên tục. Người sẽ nhìn thấy, ta dám xương hùng giới này mạnh nhất thực lực, bất quá đó cũng là người ở trong nhân thế, cuối cùng lưu lại một khắc. Phong lâm thiên ngữ khí cũng không bình thản, lạnh lùng xuống tới. Mạnh nhất, hy vọng không phải miệng mạnh, ra tay đi. Mục phong cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói. Phong lâm thiên ánh mắt lạnh lẽo, thể nội, một cỗ cường đại công pháp khí cơ vận chuyển lại, giữa thiên địa, đột nhiên cuốn lên một cỗ màu xanh cuồng phong, cái này cuồng phong gào thét, tại phong lâm thiên sau lưng, ngưng tụ ra một đảo to lớn màu xanh cột lốc xoáy, thông thiên ngàn mét chi cự phong lâm thiên công pháp tu hành vận chuyển lúc thiên địa dị tưởng đích thật là kinh người, tu hành không hổ là trong thế giới này cao siêu thiên công. Thiên công, vận chuyển ở giữa có thể dẫn động thiên địa chi thế, thấp nhất cũng có thể tu hành đạo thiên anh cảnh giới công pháp, mới có thể được xưng hô thiên công, đỉnh cấp thiên công, nghe nói có thể tu luyện tới thành tiên chi cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1198, Bạo Vũ Liên Thành mà mục phong tu luyện lôi thần quyết càng là trực tiếp có thể nắm giữ thiên địa chi thế công pháp thần thông uy năng sắp tiếp cận thiên anh cảnh giới cường giả mới có thể đạt đến đã tâm thế thiên tâm cảnh giới không phải hắn làm sao có thể điều động giữa thiên địa hơn 10 dặm phạm vi lôi đình chi lực hóa thành công kích một đạo to lớn màu xanh cột lốc xoáy tại phong lâm thiên sau lưng hình thành ẩn chứa trong đó đáng sợ phong cương nguyên lực cùng xé rách chi lực quấy mấy ngàn mét phạm vi bên trong địa vực hóa thành to lớn phong trận mà phong lâm thiên bản thân đứng ở cột lốc xoáy trên không, phảng phất khống chế thần phong thiên thần, cao cao tại thượng, quan sát mục phong. Mà mục phong, ở xa ngoài ngàn mét bình tĩnh nhìn qua phong lâm thiên, thể nội tự có lôi đình chi lực phun trào mà ra, bên trên phương thiên vực, đều ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh lôi nguyên lực lôi vân. Phong lâm thiên đưa tay ra, vô số phong nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo thanh quang chấp động phong nhận, phong nhận bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ phong chi chân ý, cùng một cỗ sắc bén chi ý bất quá cố ý ở giữa, hơn ngàn đạo màu xanh phong nhận ngưng tụ, mỗi một đạo mặc dù chỉ có vài thước lớn nhỏ, bất quá nguyên lực ngưng thực đến cực hạn, phong mang chi ý không hạ thần binh lợi khí. Thiên phong chảm, đi, phong lâm thiên hai tay áo vung lên, khẽ quát một tiếng, vô số phong nhận siêu siêu phá không hướng mục phong kích xạ đập nện mà đi, như là một đạo phong nhận trường hà, nhiều như vậy số lượng phong nhận công kích, dù là mục phong nhục thể cường độ, bị không ngừng va chạm phía dưới chỉ sợ cũng phải bị xé nứt mà ra. Thiên phong chảm, cũng là chúng ta phong ra một thức thượng đẳng địa giai tuyệt học, thiên ca ngưng tụ thiên phong chi nhận, đã sớm tu luyện viên mãn, phối hợp hắn chân ý lực lượng, một thức này công kích liền xem như hiên viên lãng lực phòng ngự cũng không dám ngạnh kháng. Có phong ra đệ tử cười lạnh nói, mục phong đương nhiên sẽ không là thiên ca đối thủ, thiên ca tu hành viên mãn địa giai tuyệt học liền sao mà nhiều, lại càng không cần phải nói còn có thủ đoạn thần thông. Những người khác cũng lòng tin tràn đầy nói, đầu này phong nhận trường hà gào thét mà đến, quét sạch đánh về phía mục phong, cuồng phong gào thét, xé rách hết thảy. Mục phong sắc mặt đạm mạc, hắn chỉ là bước ra một bước, thể nội khí huyết trùng thiên, thể nội một cỗ sức mạnh sấm xét hội tụ quyền bên trong, nguyên lực lao nhanh, đấm ra một quyền sóng biển thanh âm. Âm ầm, chỉ gặp mục phong một quyền ra, hơn 200 nói lôi đình quyền lãng gào thét ngưng tụ, cao 10 mét quyền lãng đánh về phía đánh thẳng tới trăm ngàn đạo phong nhật, hai cỗ cuồng bạo oanh kích tại thiên không bên trong va nhau. Chỉ nghe lôi minh sóng biển kinh vang, kia thiên phong lưỡi đao xoắn nát mục phong từng đạo quyền lãng mà mục phong quyền lãng cũng chấn vỡ vô số phong nhật hai cố cuồng bạo oanh kích va chạm cuối cùng tán loạn biến thành nguyên lực biến mất sóng xung kích dập dờn không tệ phong lâm thiên sắc mặt bình tĩnh bất quá một kích này chỉ là món ăn khai vị mà thôi không gì hơn cái này mục phong đạm mạc nói ngươi lại tại đến xem một chiêu này phong lâm thiên lạnh lùng nói hắn hai tay áo vung lên vân hải lăn lột, thể nội một cố cường đại phong nguyên lực gào thét ra tại hắn song trưởng bên trong ngưng tụ, ngưng biến thành hai đầu màu xanh phong long vờn quanh tại hắn thân thể, phong long hấp thu đại lượng nguyên lực. Song phong long kình quyền, phong lâm thiên gầm nhẹ, song quyền oanh sát mà ra, hai đạo màu xanh phong long gào thét, có dài hơn 10 trượng, đầu rồng ngư giáp, sinh động như thật. Địa giai đỉnh cấp quyền pháp, thiên ca nghiêm túc, có phong ra đệ tử ngưng trọng nói, song long gào thét triền nguyên, một đạo hướng mục phong đánh tới, ẩn chứa phong lâm thiên tứ trọng thiên đáng sợ công lực. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, hạ lôi biến, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay ngưng tụ Lôi Đình cổ ấn, chung quanh vô tận ngoại phóng lôi đình nguyên lực gào thét tụ đến, Mục Phong một trường nắm Đại Thiên Lôi Thần Ấn oanh sát mà ra, Lôi Thần Ấn hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ, chấn sát hướng về phía Song Long. Oanh, Song Long đánh vào Đại Thiên Lôi Thần Ấn bên trên, lao nhanh lực công kích vậy mà oanh phá Đại Thiên Lôi Thần Ấn, đánh giết hướng về phía Mục Phong, bất quá sự uy lại là không có có thể công kích phá mục phong bên ngoài cơ thể thật dày khí kình cùng lực phòng ngự. Bạch, bất quá lúc này, phong lâm thiên thân thể lại là đã biến thành một đạo thanh hồng phóng tới, tốc độ kinh người vô cùng, phong nguyên lực vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, phong lâm thiên trong tay, nhiều một thanh màu xanh chiến thương. Một thương ra, không gian chấn động, ngừng tụ ra một đạo màu xanh thương mang đánh giết hướng về phía mục phong, một thương này bên trong, ẩn chứa ba loại đáng sợ chân ý lực lượng, phong, thương, nhanh. Không sai, còn có hiếm thấy nhanh chi chân ý một thương này nhanh chóng như là thần lai chi bút thương mang trực tiếp đâm rách mục phong phòng ngự nguyên lực bắn giết hướng về phía mục phong thân thể nhanh đến khó mà phòng ngự bất quá mục phong ý thức chiến đấu sao mà kinh người một thương này mặc dù nhanh xuyên thủng lực kinh người bất quá tại phong lâm thiên gia thương thời điểm hắn đã huy kiếm ngăn cản thương mang ngưng tụ một điểm bạo kích tại thân kiếm bên trên to lớn chấn động lực xuyên thấu cũng chấn kích mục phong nhanh lùi lại mấy chục mét người có thể tiếp ta một thương ta nhìn ngươi, như thế nào tiếp ta mười thương, trăm thương, bạo vũ liên thành. Phong lâm thiên cười lạnh, sau đó huy động chiến thương hung mãnh đâm mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, rõ ràng chỉ nhìn thấy ra một thương, bất quá xác thực viễn hóa ra trên trăm đạo lực xuyên thấu đồng dạng kinh người thương mang bạo sát mà tới. Bạo vũ liên thành thương, ta phong ra thiên công thương pháp, một ngày này công thương pháp, vốn là tốc độ tăng trưởng, thiên ca lĩnh ngộ nhanh chi chân ý, người cùng thế hệ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn thương hạ đi qua trăm thương bạo kích. Hắc hắc, Mục Phong chết chắc, một hồi, nhất định sẽ bị đâm xuyên thành lỗ thùng tổ ong. Rất nhiều phong gia đệ tử gặp Phong Lâm Thiên dùng ra thương pháp, cười lạnh nói. Thật nhanh thương pháp, Mục Phong trong lòng thất kinh, hắn mặc dù cũng tu hành thương, bất quá không có lĩnh ngộ thương chi chân ý, phần lớn thích dùng kiếm. Không phải hắn ngộ không ra, chỉ là hắn không nguyện ý quá nhiều thời gian dùng tại các loại ngộ đạo lên. Kiếm chiều dẫn lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm ra, lôi đình nguyên lực sát phạt mà ra, biến thành lôi đình kiếm chiều đánh về phía đạo đạo thương mang, mà vô tận thương mang lại là đâm rách lôi đình kiếm chiều. Hiển nhiên, kiếm chiều dẫn lãng có thể bộc phát lực công kích nhỏ một thức này thương pháp nhiều lắm. Mục Phong huy kiếm như mặt, hóa thành một đạo đạo tử lôi kiếm quang không ngừng ngăn cản, chỉ nghe kia thương mang kiếm quang đinh đương tiếng và chạm gần thành một đường. Phong Lâm Thiên đang không ngừng ra thương, mà Mục Phong không ngừng huy kiếm ngăn cản công sát. Hai người thương mang, kiếm quang, cũng đã gần đến một cảnh giới, để cho người ta ánh mắt đáp ứng không xuể, kinh thán không thôi. Bất quá phong lâm thiên thương lại còn tại nhanh, càng nhiều thương mang giết ra, mục phong kiếm, rốt cục có phòng ngự không ngừng thời điểm, một đạo thương mang hung hăng xuyên thủng lực hắn phòng ngự khí kinh, đâm vào mục phong thân thể. Phốc phốc, mục phong thân thể, bị đâm ra máu dấu vết, sau đó, càng nhiều thương mang, ám sát tại mục phong thân thể, mục phong thân thể, bạo tạc lên từng đạo huyết vụ, thân thể nhanh lùi lại. Ha ha, tiểu tử này chết chắc. Phong ra các đệ tử gặp một màn này cười to, phong lâm thiên thương, quá nhanh. Mục phong, quả nhiên không bằng phong lâm thiên. Rất nhiều người cũng thở dài. Phong lâm thiên, giúp ta giết hắn. Chu anh càng là giữ tợn giận giữ hết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1199, nhanh hơn ngươi. Hai người thân thể nhanh lùi lại, một người phong khinh vân đạp, một người áo bảo vỡ vụt thân thể tràn ra giọt giọt máu tươi. Vừa rồi trong quyết đấu, Mục Phong rơi xuống hạ phong. Ra hỏa này, thật nhanh thương pháp, đó chính là khoái chi chân ý sao, có một cỗ lực lượng kỳ lạ, ra chỉ tại thương của hắn bên trong, nhường thương của hắn nhẹ nhàng như gió. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không thể loạn xem thường anh hùng thiên hạ, mà hắn thất kinh phong lâm thiên thương pháp nhanh chóng, phong lâm thiên không phải là không thất kinh mục lực phòng ngự kinh người, thương mang thật vất vả phá hắn phòng ngự khí kình cùng nguyên lực, công kích tại mục phong thân thể, bất quá hắn quả thật có thể cảm giác được, mục phong nhục thể lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, phá vỡ phía trước lực phòng ngự thương mang tối đa cũng chính là đâm rách mục phong ra, trọng thương không được mục phong. Muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ có lấy thần binh lợi khí bản thể, tự mình công kích tại mục phong trên thân thể mới tổn thương được. Phát ra thương mang, uy lực cuối cùng không sánh bằng chiến thương bản thể lực công kích. Thương của hắn đã có thể nhanh như vậy, kiếm của ta, làm sao không thể nhanh, gió có thể nhanh, mà lôi đình chi quang, so phong còn nhanh. Mục phong thầm nghĩ trong lòng, miệng nói, phong lâm thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao, thương của ngươi, chỉ có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Mọi người nhìn qua bên trong phong lâm thiên số thương mục phong, trong lòng chấn kinh, ra hỏa này bên trong mấy chục thương, lại còn như là một một người không có chuyện gì. Phong lâm thiên ánh mắt băng hàn, nói ta nhìn ngươi lực phòng ngự có thể chống đến lúc nào, giết. Một tiếng gầm nhẹ, phong lâm thiên thân thể lần nữa bạo sát mà ra, huy động chiến thương, biến thành một mảnh thương mang lần nữa thẳng hướng mục phong, thương nhanh càng lúc càng nhanh. Mà mục phong, vậy mà cũng là rút kiếm đang đối mặt đụng mà lên, lấy lôi đỉnh kiếm quang tốc độ, đối bính phong lâm thiên thương nhanh. Hai người giao thủ không ngừng đối bính, mục phong thường bị phong lâm thiên thương mang đánh chúng, bất quá thương mang lại là không thể làm hắn bị thương nặng. Tất cả mọi người, đều là nhìn qua hai người dạng này lấy tốc độ quyết đấu định mà mục phong, thấy thế nào đều là bị phong lâm ngày đè lên đánh, cực kỳ chật vật. Phong Lâm Thiên muốn công kích Mục Phong một điểm, lấy điểm phá diện, đánh xuyên Mục Phong thân thể, bất quá Mục Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy. Hai người theo mặt trời mới mọc lên, vậy mà thời gian dần trôi qua đánh nhau đến xuống buổi trưa, hai người tựa hồ cũng còn hữu dụng không hết nguyên lực thể lực. Lại là không ai cảm thấy không thú vị, quan sát cường giả chiến đấu đối tự thân cũng là một loại tu hành, có người có thể theo người khác chiến đấu bên trong lĩnh ngộ mộ ra một chút chính mình phương thức tấn công phong lâm thiên phảng phất là muốn lấy tốc độ đánh giết mục phong bất quá nhường hắn khiếp sợ là mục phong kiếm quang tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh sát phạt tại mục phong trên thân thể thương mang càng ngày càng ít cái này khiến hắn càng không phục mà mục phong linh hồn lực nhãn lực tất cả đều là đang toàn lực thể ngộ phong lâm thiên thương pháp nhanh 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 kiếm của ta còn có thể lại nhanh nhanh hơn phong nhanh hơn điện mục phong linh hải không gian bên trong hiện ra một đạo lại một đạo kiếm quang hình bóng Hai người theo trạng vạng tối, lại giết tới đêm khuya, mãi cho đến ngày thứ hai sớm thần, một màn kia kim quang tại hiện thời điểm. "Đủ rồi." Phong Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh lùi lại. Hắn băng lãnh nhìn qua Mục Phong, nói "Ta đã không muốn chơi với ngươi đi xuống, là nên kết thúc ngươi sinh mệnh thời điểm." "Ha ha, Phong Lâm Thiên, rõ ràng là thương của ngươi, đã không cách nào lại làm bị thương ta, cũng được, cảm tạ ngươi bồi luyện ta một ngày một đêm, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Vậy liền để ngươi lại đến nhìn xem, ta bây giờ kiếm. Mục phong cuồng tiếu một tiếng, cầm trong tay cổ sát, sau lưng, một đôi phong lôi thiên xí ngưng tụ mà ra. Phong lâm thiên sắc mặt băng lãnh, mục phong nói đến không nói, đánh một ngày một đêm, hắn vậy mà phát hiện, mục phong kiếm quang, vậy mà đã nhanh đến có thể ngăn cản hắn thương pháp tình trạng. Bách kiếm kinh lôi hồng, mục phong gầm nhẹ, sau lưng phong lôi song xí chấn động, thân thể hóa thành một đạo thanh đỏ điện quang bạo sát mà ra, nhìn như một kiếm giết ra lại là đã giết ra 10 kiếm, trăm kiếm, biến thành từng đạo tử sắc lôi đỉnh kiếm cầu vồng, như là hình chữ chi, thẳng hướng phong lâm thiên. Đây, đây là, khóa chi chân ý, làm sao có thể, phong lâm thiên gặp mục phong một kiếm này, trong lòng cuồng hống, không dám tin, mục phong rõ ràng không biết khóa chi chân ý, mà lại, cái này tốc độ nhanh, một hơi trăm kiếm, cùng hắn một hơi trăm thương đồng dạng cảnh giới, đây rõ ràng là đã đạt đến hóa cảnh tình trạng. Không có khả năng, bạo vũ liên thành, phong lâm thiên gầm thét, đâm ra từng đạo cuồng bạo thương mang, một thương ra, trăm đạo thương mang hiển hiện, mười thương ra, bầu trời đều bị thương mang lấp đầy. Bất quá kia lôi đình kiếm cầu vồng không chậm chút nào, thậm chí, có phong lôi thiên xí ra chỉ mục phong tốc độ càng nhanh, từng đạo kinh người lôi đình kiếm cầu vồng cuồng bạo bổ vào thương mang bên trên. Phốc phốc, một tia chấp kiếm cầu vồng, xé rách phong lâm thiên lực phòng ngự, bổ vào phong lâm thiên thân thể. Phong lâm thiên kêu thảm một tiếng, thân thể bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu, thân thể nhanh lùi lại, hắn nhưng không có mục phong nhục thể lực phòng ngự. Đầy trời kiếm quang, thương mang biến mất, mục phong cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn qua phong lâm thiên. Lấy lôi quang ngộ nhanh, cùng phong lâm thiên một ngày một đêm chiến đấu bên trong, hắn lĩnh ngộ ra khoái chi chân ý, đồng thời tu luyện vào hóa cảnh. Mà lại thông qua bạo vũ liên thành, sáng chế ra bách kiếm kinh lôi hồng, kỳ thật cũng có thể nói, hắn là trực tiếp đem bạo vũ liên thành biến đổi thành kiếm pháp. Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết một bọn người làm sao có thể Mục Phong kiếm vậy mà so Phong Lâm Thiên Thương còn nhanh vừa rồi kiếm pháp thật giống như ta phong ra Bảo Vũ Liên Thành vô số người chấn kinh nhìn qua Phong Lâm Thiên bị Mục Phong lấy càng nhanh tốc độ công kích bổ lui không thể tin được Mục Phong Phong Lâm Thiên sờ lấy chính mình trước bộ ngực to lớn kiếm ngân ánh mắt lạnh lẽo một đầu thanh lơ mơ động mà lên trong cơ thể hắn càng là có một cỗ cường đại thanh quang huyết mạch lực lượng thức tỉnh từng đạo màu xanh phủ quang dung nhập hắn thân thể phong lâm thiên khí thế, một nháy mắt nhảy lên tới thiên phách cảnh giới ngũ trọng tình trạng. Hắn phong chi chân ý, vậy mà cũng trong nháy mắt theo hóa cảnh tiểu thành, tăng lên tới đại thành. Ngươi là thật chọc giận ta, hôm nay, ta tất sát ngươi. Phong lâm thiên gầm thét, thể nội một đạo thanh quang bắn ra, biến thành trên trăm đạo màu xanh chiến thương, hắn thiên phách, lại là trăm chuôi chiến thương. Trên trăm chiến thương thiên phách ngưng tụ tại phong lâm thiên sau lưng, một cỗ kinh người cuồng phong gào thét quét sạch thiên địa mỗi một chuôi chiến thương bên trong ẩn chứa phong chi chân ý phong mang chi ý chỉ sợ đều có đánh xuyên ngũ giai chiến thể uy năng thần thông bách chiến thương long giết phong lâm thiên gầm thét nguyên lực thôi động trăm đạo chiến thương trăm đạo chiến thương gào thét hóa thành thanh quang bắn giết mà đến mỗi một đạo chiến thương thanh quang chấp động trăm thương vậy mà tổ hợp thành một cái to lớn màu xanh thương long lấy mũi thương vì đầu rồng chuôi thương vì long thân gào thét thẳng hướng mục phong ầm ầm trăm trượng thương long giết ra cương phong gào thét đại địa bên trên đều bị cuốn lên một tầng mặt đất, cát bay đá chạy đánh tới. Nguy hiểm, mục phong trong lòng một lăng, một kích này, cho dù là hắn nhục thể lực phòng ngự tăng thêm khí kình cùng nguyên lực, cũng ngạnh kháng không ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.